bây giờ uống cùng ly với tôi để chúc mừng tôi rời khỏi đoàn kịch của cha nội Diệt Hoàng. 100% nha. 1, 2, 3 vô. Còn bây giờ tôi xin thông báo tin vui thứ hai, đó là tôi mới ký hợp đồng với đạo diễn Đức Dũng. Hả? Trời ơi, đã nha. Mấy người biết đạo diễn Đức Dũng mà phải không? Một đạo diễn rất là tài ba và nổi tiếng, học bài bản nước ngoài đàng hoàng, chứ không phải tay ngang như cha Diệt Hòa đâu. Bà giỏi thiệt đấy nha. Mà làm sao quen được với đạo diễn Đức Dũng vậy? À, thế hả? Ông mời tôi lên cắt vai, xong rồi sau đó giao vai luôn cho tôi trong lần gặp đầu tiên. Bà có bị quan tưởng không vậy? Ông chủ động mời bà thiệt hả? Hay là bà đang mơ mộng gì đó? Trong câu chuyện này có bao nhiêu phần trăm sự thật vậy ta? Ê, tôi rót cho. Tin hay không thì tùy mấy người. Nhưng mấy người chờ đi, sẽ có ngày con Lý Lệ này tỏa sáng cho coi. Ngày đó có xa đâu. Tôi cũng ráng chờ. Thôi vô đi, vô cho vui. Mừng ngày vui của tôi. Vui lắm đó nha. 1, 2, 3 vô. 100% luôn. Ăn đi ăn đi, đồ ăn ngon lắm á. Nhà hàng này ấy, là nhà hàng số 1 mà. Ăn đi nha, đừng có lo. Chúc mừng bà nha, tôi mời bà nè. Cảm ơn nha, ê tôi muốn ăn cái này nè. Biệt quá. Sao để đợi lâu quá vậy? Hôm nay mình đổi điểm nghe. Muốn đi đâu? Khách sạn. Cũng được thôi, với điều kiện giao vai chính của Thu Sương cho tôi. Anh đã nói rồi, vai nó không hợp. Để anh lựa một vai nào thích hợp với em rồi anh giao cho em được chưa? Xin lỗi nha, nãy giờ vẫn chơi cho vui thôi, chứ bây giờ mà giao vai chính của Thu Sương cho tôi hả? Con nhỏ này không có thèm. Hôm nay tôi đến đây để thông báo với anh một chuyện, là kể từ ngày hôm nay tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với đoàn kịch Quả Mi. Tôi vừa mới ký một vai chính với đoàn kịch của anh Đức Dũng. Anh ngạc nhiên chứ gì? Hợp đồng mới ký hôm qua, anh coi đi. Mới đây mà em đã ngủ với anh ta rồi thì phải. Nếu cần tôi sẵn sàng lên giường với ảnh. Nhưng ảnh không cần chuyện đổi chác đó. Anh ta không có đê tiện giống như anh. Cô dám làm điều này với tôi hả? Có gì đâu mà không dám. Tôi cảnh cáo anh nha, sau này đừng có giở trò đòi bại với những đứa con gái nai tơ giống tôi như vậy. Cô mà nai tơ, cô nói nghe mắc cười quá. Cô là con cáo, một con cáo non mà có móng vuốt của con cáo già. Bây giờ có cánh rồi chứ gì, cô muốn bay chứ gì, cô bay đi. Nhưng loại người bất tài vô dụng như cô á, dù có lăn xê cỡ nào, cô ngủ với 10 cái giường đi nữa, cô cũng chỉ là con số 0 mà thôi. Chưa chắc à. Anh chóng mắt lên mà coi đi, tôi sẽ nổi tiếng. Được rồi, cô nhớ nghe, khi nào gãy cánh đừng có quay lại tìm tôi. Cô đã hết cơ hội đây rồi, con cáo non à. Không dám, không bao giờ có cái ngày đó. Đồ cáo già.
Em muốn đợi Đức Lộc. Anh ở nhà một mình cho nên việc ăn uống cũng đơn giản lắm. Ừ. Nói như vậy gia đình của anh không ở Sài Gòn hả? Ừ, vẫn ở đây chứ. Nhưng mà anh thích tự lập cho nên thuê nhà ở riêng. Vả lại anh cũng cần một không gian yên tĩnh để sáng tác. À, công việc của em như thế nào rồi? Em vừa mới ký hợp đồng, cũng tập được mấy bữa rồi. Anh biết không, anh Dũng mới khen em quá trời luôn á. Mừng cho em. Anh tưởng nó làm khó làm dễ vậy em chứ. Ừ, không có đâu. Anh Dũng nói á, làm như là vai diễn này anh viết riêng cho em vậy đó. Anh khen em dữ lắm, làm em phải mắc cỡ luôn á. Vậy à? Dạ. Thằng này nó rất là khó tánh, nhưng được cái làm việc rất là nghiêm túc. Nó mày khen ai là khen dữ lắm. Mừng cho em. Em biết mà. Anh à, cũng nhờ anh á mà em thoát được cái dòng kim cô của cha Hòa. Trời, em ghét thằng cha đó như quỷ đó. Bây giờ mà gặp mặt hắn ta hả, em cũng không thèm dòm đâu. Vậy sao? Dạ. Em muốn trả ơn anh. Em muốn mời anh đi ăn. Đi ăn? Dạ. Đi ăn bây giờ thì muộn lắm. Vả lại anh mới vừa chiêu đãi hồi chiều này. Thôi để bữa khác nha. Khi nào em lạnh cát xê á thì khao anh luôn. Thật ra em tới đây á không phải là em muốn mời anh đi ăn. Em muốn trả ơn anh. Em muốn ở lại với anh đêm nay. Em nghĩ anh giúp em là để em trả ơn như vậy sao? Em tưởng anh là đạo diễn Việt Hòa. Không, đâu có. Chà Hòa là bắt buộc em, còn với anh là em tự nguyện mà. Đương nhiên phải khác nhau chứ. Em chỉ muốn tỏ lòng biết ơn và quý trọng đến anh thôi. Tỏ lòng biết ơn thì thiếu gì cách. Đâu có cần dùng cách tự hạ thấp mình như vậy. Anh xin lỗi, nhưng anh không biết dùng câu nào khác hơn cả. Em đâu có biết đâu. Em chỉ nghĩ là với đàn ông thì chỉ có cách đó thôi. Anh không phải là loại đàn ông như em nghĩ đâu. Anh giúp em chỉ đơn giản là tại thấy em bị ức hiếp. Chỉ có như vậy thôi. Không có suy nghĩ nào khác cả. Thôi, khuya lắm rồi, em đi về đi. Anh Hiểu Khang, cho em xin lỗi mà. Anh đừng có giận em nha. Anh không có giận em, nhưng nếu như em lặp lại chuyện này lần nữa thì anh không muốn nhìn mặt em nữa đâu. Mới về ở đó hả?
Dạ. Vú con tôi á mới về từ chiều hôm qua. Xin lỗi, chắc cô cũng ở gần đây hả? Dạ, nhà con ở đây nè dì. Dạ, con tên Như. Còn đây là bé Hải con nè. Chào bà đi con. Con chào bà. Ồ, giỏi quá. Vũ con tôi mới về, có gì chắc cô cũng chỉ dẫn giùm. Dạ. Tôi thứ 10, còn nó tên là Diễm Khanh. Dạ, chào dì 10. Dạ, chào cô Khanh. Con bé này nhìn mặt dễ thương, mà sao mất lịch sự vậy không biết nữa. Dạ thôi, con chào dì, con vô, cho bé uống nước một cái. Thôi cô vô nhà đi. Hôm nào rảnh á, ghé qua nhà chơi nha. Dạ, bữa nào cũng mời dì qua nhà con chơi cho biết. Dạ. Cảm ơn. Băng. Khanh à, để vú vô nấu thức ăn sáng cho con ăn, rồi còn uống thuốc nữa nha. Mẹ, bây giờ á, con mới hiểu hết ý nghĩa của bài hát này. Để con hát mẹ nghe nha. Góc phố đó nơi em ở, giờ đây đã vắng bóng em. Từng đàn chim én đã không về đây như ngày còn em đâu. Hay quá. Mẹ, con nghĩ á, chắc chắn bà sẽ thích khung cảnh ở đây á. Dễ thương quá. Nhưng nghe nói từ lâu ngôi biệt thự không người ở đã xuống cấp lắm rồi. Thì mình sửa lại. Mà mẹ sửa thôi chứ đừng đập bỏ nha. Con thích cái vẻ cổ kính của mấy tòa nhà Tây á. Nhìn nó vừa lãng mạn, vừa có cái gì đó u uẩn hay hay nữa. Nhưng mà ở đây có vẻ quang vắng và xa chợ quá. Càng thích. Mẹ không nhớ hai câu thơ của Nguyễn Bính Khiêm sao? Ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn tìm đến chốn lao sao. Nói nghe hay lắm. Nhưng mà mai mốt lên đây ở một mình á, đừng có tham buồn nghe chưa. Con lên đây á là đi với ba với mẹ, chứ sao con đi một mình. Biết đâu một lúc nào đó con cũng phải ở một mình. Ba mẹ đâu phải lúc nào cũng ở bên con đâu. Không chịu đâu. Sao mẹ nói như là đoán trước được mọi việc. Bây giờ chỉ có mỗi mình ở chốn hiu quạnh này. Còn ba mẹ thì mỗi người đi về một nơi xa xăm nào đó. Nơi đó mình không thể nào biết được. Nè, con ăn đi rồi con uống thuốc. Sao uống nhiều quá vậy vú? Hồi lúc trong bệnh viện con uống ít lắm mà. Ông chủ nói á, là bác sĩ dặn là con phải uống nhiều thuốc vậy đó mới mau hết bệnh. Con uống đi. Vú phải qua hàng xóm để chào người ta một tiếng. À, hay là con đi chơi với vú cho vui nha. Thôi, con đi đâu. Con buồn ngủ quá. Trời đất, mới sáng sớm còn buồn ngủ là sao? Bộ đêm hôm con thức khuya lắm phải không? Con có thức khuya, mà không biết sao giờ này con hay buồn ngủ lắm. Chắc tại vì con suy nghĩ nhiều quá, cho nên con bị mệt mỏi đầu óc. Thôi đi ngủ đi con. Ngủ nhiều cho nó mau lợi sức nha. Vậy con đi ngủ nha vú. Ủa, anh về đó hả? Anh ăn về không? Em xuống em làm cho nè. Anh ăn ở ngoài với khách rồi. Nhớ mình quá, về nhà thăm một chút vậy mà. Thiệt không á? Em nói thiệt nha, em chán sống cái cảnh này quá rồi. Cái gì mà chồng một nơi, vợ một nơi. Em nói rồi đó, em chịu hết nổi rồi. Mình tính sao thì tính rồi nha. Cái gì thì cũng phải có chồng, có vợ chứ. Anh á, còn muốn hơn là em nữa kìa. Nhưng bây giờ tự nhiên đưa hai mẹ con em về ở, không có được. Thì có sao đâu, con nhỏ khùng nó chuyển đi rồi. Thì em với con Lễ tới thì có vấn đề gì đâu. Làm sao nó biết được. Với lại làm sao nó cấm mình được. Nó không cấm,
Nhưng mà người ngoài người ta sẽ nói, tự nhiên con chủ nhà vừa vắng mặt, tôi đem vợ con về ở, người ta sẽ nói mình là chiếm đoạt nhà. Không có được mà. Ủa, bữa nay ba về hả? Ừ. Ba, ba định là khi nào dẫn mẹ với con qua nhà mới ở đây? Từ từ rồi ba tính. Dọn về bây giờ không có tiện đâu con. Trời ơi, chán ba chết đi được. Lúc nào ba cũng hứa hứa rồi ba có làm đâu. Con hả? Giờ là con sắp nổi tiếng rồi. Vai diễn của con sắp tới trong vở kịch á, là một vai phụ mà chính đó. Cho nên trước sau gì cũng lên vai chính thôi. Làm vậy á, mai mốt con được nổi tiếng rồi, con còn khổ hơn. Nổi tiếng thì vui chứ sao khổ con. Chẳng phải là con thích nổi tiếng hay sao? Vui nổi gì mà vui. Ba thử nghĩ đi. Bây giờ mình ở trong nhà thuê nha, mà còn ở trong kẹt trong xó, phóng viên nó muốn phỏng vấn con á, con cũng đâu dám dẫn về nhà đâu. Đúng rồi đó. Sợ họ thấy cái hoàn cảnh sống của mình như vậy á, họ coi thường mình chết. Nếu con thực sự có tài năng á, người ta sẽ coi trọng con. Còn nếu con không có tài năng á, dù con có giàu cách mấy á, người ta không có nể con đâu. Nói chuyện với ba chán thiệt luôn á. Ba, ba có biết không, mấy đứa bạn con á hả, nó là những đứa bất tài hơn con nhiều, mà được ba má nâng đỡ, cho nên bây giờ đứa nào cũng có đẳng cấp hết. Còn con tối ngày cứ mặc cảm tự ti, ra đường ở thì bạn bè nâng hiếp con. Con khổ lắm á. Ba má có biết không? Mấy chuyện đó ba má đâu có biết. Làm gì mà ngồi ủ rũ vậy? Có cơm chưa? Dọn cơm ăn đi. Em sao vậy? Ở nhà có chuyện gì hả? Bà Tư Hủi, bà trốn đi rồi. Hồi sáng này mấy bà kia tới tìm bà, thấy cửa nhà bà đóng kín, gọi hoài không thấy bà đâu. Phá cửa, ở trong còn cái gì hết. Bà lấy tiền bà đi hết rồi. Tiền của em chưa kịp hốt nữa. Em chơi của bà mấy phần? 2 phần. Tính là để hụt chót, trả tiền 6 tháng tiếp theo tiền nhà nè. Còn dư thì mua cho con Lệ cái xe. Thí dụ mà còn tiền thì trả nợ bớt. Tiền hụi đóng hàng tháng cũng đi vay của người ta, bây giờ không có tiền trả, chắc là thằng Bảy Mập nó cắt cổ em quá. Trời ơi, tôi đã nói với bà đừng chơi hụi kiểu đó, nguy hiểm lắm. Tại sao bà không nghe lời tôi chứ? Ai đời nào lại vay tiền chơi hụi? Nè, em tính toán gì kỳ vậy? Mà em vay bao nhiêu? 150 triệu. Em tính hết rồi. Hốn chót á, với lại tiền vay cũng mua được cái xe. Bây giờ, giờ không biết tính sao nữa. Em đâu có ngờ bà trốn đi vậy. Trời ơi là trời, lương tôi á chỉ đủ xài trong tháng thôi, bây giờ thiếu 150 triệu, tôi lấy đâu ra mà trả đây? Đụng vô thằng Bảy là chết. Xem khùng quá vậy. Trời ơi, thì bây giờ em tính chơi hụi đem lo chi trả hàng tháng đây nè. Hay là bây giờ vậy, mình đi thuê nhà nhỏ thôi, thì hàng tháng mình sẽ đỡ lo hơn. Anh nói sao vậy? Em với con Lệ mặc dù là ở thuê cũng phải ở cho đàng hoàng chứ.
khuya rồi, sao em không ngủ đi? Tầng 7 nó biết bà Tư hủy trốn, nó sợ quá, nó bắt em phải trả tiền cho nó. Nó đòi em quá, em hứa đại một tuần nữa trả cho nó. Mà trong vòng có một tuần làm sao kiếm ra tiền? 150 triệu chứ phải ít đâu. Em muốn chết mà. Sống như vậy thì sống làm gì? Hồi đó chỉ 150 triệu thôi mà cũng không có, quẩn tới nỗi má con Lệ phải bị thần kinh. Ngày đó mình từng ao ước cho con mình ở nhà cao cửa rộng, bây giờ chuyện đó ở ngay trong tầm tay, sao mình còn sợ? Thôi thì cứ bất chấp hết, miễn sao hai mẹ con nó được sung sướng. Chứ mình thì sang trọng, mà mẹ con nó chui rút trong cái ổ chuột đó, mình chịu sao nổi? Alo. Tôi đây. Hai mẹ con chuẩn bị thu xếp đồ đạc đi, tuần sau á tôi sẽ đưa qua nhà mới. Bây giờ tôi có việc phải đi. Dạ. Hai mẹ con cứ việc ở nhà từ từ mà dọn dẹp. Ủa con Lệ đâu rồi? Nó đi lên lầu kìa, chắc tại thấy đẹp quá nên ở trên luôn chứ gì. Thôi anh cứ đi đi, có gì em dọn dẹp cho. Bây giờ á, dọn dẹp biệt thự ở rồi. Nói đó, ở cho gọn gàng một chút, đừng có giống như hồi ở nhà cũ nghe chưa. Em biết rồi mà, thôi anh đi đi. À, anh đi nghe. Dạ. Mẹ. Hả? Trời, thiệt nha, không thể nào tưởng tượng được cái nhà nó vừa đẹp mà vừa sang vậy. Biết vậy hả, con kêu ba là dọn tới đây ở sớm hơn chứ không phải là bây giờ đâu. Trời đất ơi, con có biết là đến đây cực khổ đến thế nào không? Phải trăm phương ngàn kế đó. À, mẹ ơi, hay là mình mở tiệc ăn mừng lớn lớn nha, chứ không lẽ tới đây mình im ru luôn. Nè nè nè, con đó nha, ba dặn là phải kín đáo một chút, không có phô trương quá. Trời, ba lúc nào cũng vậy hết á, ba lo chuyện không đâu không à. Chứ không phải sao, bây giờ bà vợ hờ của ba đai rồi, còn nhỏ kia thì điên điên khùng khùng, danh chính ngôn thuận, không phải ba con là chủ cái biệt thự này sao? Trời, bây giờ dọn về nhà mới ở đẹp vậy, ngày xưa ở trong hẻm á, đâu có dám mời ai về nhà đâu. Mời về nhà sợ người ta khi dễ mình không à. Đi mẹ. Biết rồi, con sẽ nhiều chuyện quá, để bàn với ba coi sao đó. Bạc gì nữa. Nè, lo phụ mẹ đi nè. Thôi. Gì nữa? Để đây đi. Dọn gì? Cái gì kỳ vậy? Phải dọn đi, lát nữa ba về mà thấy còn để đồ ở đây là ba chửi đó. Dọn này lên lầu á hả? Chứ gì nữa. Thôi, hay là, đúng rồi, mình thuê người giúp việc đi, để cho họ làm mấy cái này. Mấy này mình làm gì? Thuê người làm hả? Ừ. Hồi xưa ở đây có bà Vú nè, nhưng mà bà Vú theo con nhỏ Khanh lên Đà Lạt rồi. Bà con yên tâm đi, tuần nào ba cũng mướn người về đây làm cho mình mà. Không phải, ý của con là thuê hẳn một đứa cho nó ở đây luôn. Có nghĩa là nó sẽ giặt giũ nè, nấu cơm nè, rồi... Đúng rồi, để cho má con mình xay giặt nữa. Chứ bây giờ mẹ là bà chủ, con là tiểu thư rồi, không lẽ cứ xuống bếp nấu nướng suốt hả? Ờ ha, cũng có lý à. Trời, quá chí lý luôn á. Bỏ này đi. Bỏ cái gì? Giờ nào có người giúp việc đã. Bây giờ đi làm đi nè cô nương. Lẹ lên. Nè. Thôi nó nặng lắm. Trời ơi, cái con nhỏ này thiệt tình. Má ơi, toàn là hàng hiệu không á. Trời ơi, đẹp quá à. Trời ơi, y chang size của mình luôn nè. Mấy cái này mắc lắm mà nha, mấy triệu luôn á. Ý, ôi, cái này nè.
tiền lắm đó. Ủa mà sao cổ nó kín dữ vậy ta? Không sao, mình khoét cổ ra, cắt tay lên. Cũng nhỏ tuổi mà sao cái tan mặt nó gì mà già dữ vậy trời, không có gợi cảm chút nào. Con bé cả trong giấc ngủ nhìn mặt nó cũng không thanh thản được nữa. Mở cửa ra cho tôi đi. Mở ra đi. Mở cửa ra đi. Mở ra cho tôi đi. Gì vậy Khanh? Con sao vậy? Sao vậy con? Hả? Con thấy ác mộng hả? Chú, con thấy con về nhà mà người ta không có cho con vô nhà. Người ta khóa nhà khóa cửa lại. Nhiều người lạ lắm. Họ còn xịt chó ra cắn con nữa. Con chó to lắm chú. Mà sao con nhìn kỹ lại là dưỡng tượng. Con sợ lắm chú. Chú ơi chú. Chắc tại con nhớ nhà quá cho nên con mới nằm mơ thấy mộng mị vậy thôi, chứ không có gì đâu. Con đừng có sợ. Đừng có sợ con nha. Chú chú ôm con đi. Con sợ lắm chú nha. Chào em. Dạ em chào anh. Em vô nhà đi. Dạ. Để đón dắt cho. Em cảm ơn anh. Không có gì. Em vô đi. Dạ. Mời em ngồi. Em cảm ơn. Em cứ sợ là anh không có nhà không à. Em tới sao không gọi trước? Lỡ anh đi đâu rồi sao? Đâu có sao đâu. Em chỉ tới á để đưa tấm thiệp này cho anh thôi hả? Thiệp gì vậy? Đám cưới em hả? Trời ơi, làm gì có. Tại vì á ba em mới vô mua căn biệt thự cho nên em mời bạn bè tới chơi. Ồ. Chúc mừng em đến nhà mới nha. Anh, ngày mai á nhất định anh phải tới nha. Anh là quan trọng nhất đó. Chết rồi. Ngày mai anh có buổi dạ trên nhạc viện. Thì đâu có sao đâu. Anh tới trễ một chút cũng được mà. Anh mà không tới là em buồn lắm. Anh quan trọng dữ như vậy sao? Tại anh không biết đó. Chứ anh quan trọng lắm. Anh không hứa trước
Nhưng mà anh sẽ cố gắng thu xếp. Vậy nha, thôi coi như là anh đã hứa với em đi. Anh hứa là ngày mai anh sẽ tới đó. Bây giờ em đi về, để cho anh còn đi công chuyện nữa. Được, cảm ơn thiện ý của em nha. Vậy em về nha. Bye anh, hẹn mai gặp lại. Chào em. Đây, lẹ lên, chỉ cho coi nè. Đó, wow. Nguyên khoảng sân bên đó đó. Nè, đây nè, là nhà của tao luôn đó. Còn bên đây nữa, wow. Thấy không? Ui. Đẹp không? Em kìa bên kia kìa. Đây nè, wow. Còn bên đây là sân vườn. Bà có chắc là ngôi biệt thự này là của nhà bà không? Một lát qua đó chơi nha. Thôi, vô nhà chơi đi. Thôi mình vô đi. Wow. Wow. Mời. Thấy sao? Thấy nhà của tôi đẹp không? Quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp. Công nhận nhà bà đẹp thiệt á. Tôi đẹp thiệt ghê luôn á. Qua đó ngồi đi. Tôi không ngờ bà giàu như vậy đâu nha. Vậy mà mấy hôm nay bà giấu bạn bè không à? Giấu gì? Phải có dịp thì mới giới thiệu được chứ. Chưa ngồi đi, ngồi đi mấy bạn. Mình ngồi đâu? Mình qua đây nha, qua đây nha. Ngôi nhà này đẹp quá. Đẹp không? Đẹp. Quá đẹp luôn á. Bà Lệ, sao tôi thấy tên của nhà là Hoàng Nhã? Đó là ba hay mẹ của bà? Không phải, là tên của ông bà chủ cũ. Vậy đó hả? Ủa, ông bà chủ cũ nào? Thì những người ở ngôi nhà này trước. Rồi sau đó tụi tôi dọn về. Vậy giờ họ đi đâu rồi? Ông hỏi làm gì? À không, tại tôi thấy thán phục họ quá. Nhìn kiến trúc ngôi nhà này thật là độc đáo. Tôi nghĩ chắc họ có óc thẩm mỹ rất là cao. Cao hả? Làm ăn thua lỗ nên bán căn nhà này lại cho ba má tôi đó. Trời, bây giờ họ đi đâu làm gì sao tôi biết? Ý là ông muốn nói xéo tôi chứ gì? Ý nói là ông bà chủ cũ có óc thẩm mỹ cao, còn gia đình tôi thì không có hả? Tôi hiểu quá mà. Cái đó thì bà nói thôi. Tôi thì tôi không nghĩ như vậy. Mà nói thiệt, hồi đó giờ óc thẩm mỹ của bà có cao đâu. Ê, ông nói chuyện không xuất xỉa tôi, ông chịu không nổi hả? Ông không nói như vậy á, ông chết hay sao? Nó không chết, nhưng mà nó bị bứt rứt. Mà hai ông bà như là chó với mèo vậy đó. Hễ gặp nhau á là gầm gừ. Không biết là kiếp trước có nợ nần gì với nhau không nữa. Không chừng hai ông bà có đó nha. Đúng rồi đó. Chắc kiếp trước hai người là vợ chồng của nhau đó. Gì? Nhưng mà là vợ chồng không hạnh phúc, cho nên bây giờ hai người cứ phải gặp nhau hoài hoài, chửi cho nó sướng miệng. Nghĩ sao vậy? Trời, nghĩ sao mà tôi với bà Lệ này là vợ chồng? Hả? Trời ơi, mơ đi bà. Lúc mà bà ở trên đây á là tôi đã trốn dưới địa ngục rồi. Xin lỗi à, ông mà tôi tám kiếp mới còn lấy được tôi đó. Thôi, thôi dừng lại, stop here. Thay vì á, ông với bà ngồi đây cãi lộn á, vậy thì mình dập tiệc đi. Dù đúng sao rồi đó. Á, ăn cũng vui hơn. Tôi nói đúng không hai bà? Ai mượn vậy? Này bữa tiệc của tôi mà. Tôi muốn mấy người ăn lúc nào á thì tôi mời chứ. Vô duyên vừa phải thôi. Đợi người nữa. Ê, ai vậy bà? Nhân vật VIP không? VIP gì? Chỉ cần một người này nữa thôi, còn mấy người kia không tới cũng không sao. Ai mà quan trọng dữ vậy? Ai vậy ta? Lát nữa đi rồi biết. Chuẩn bị nha. Ten 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 ten. Chào con. Nè, mình xin giới thiệu với mấy bạn nha. Đây là ba của mình, là ông Tường, là tổng giám đốc công ty mỹ nghệ, thuộc hàng đại gia đó. Còn đây là mệnh phụ phu nhân, hay còn gọi là bà chủ lớn của căn biệt thự này. Còn mình á là bà chủ nhỏ, hay còn gọi là tiểu thư đó. Trời ơi, công nhận sướng thiệt. Kia còn nhỏ nè. Nói chung á, gia đình mình á là đại gia không à, cho nên mấy bạn cứ ăn uống no nê phủ phê đi, không sao đâu. Sướng thiệt. Lệ con à. Dạ. Hơn 5 giờ rồi, mời bạn bè qua bên bàn ngồi đi con. Thôi, chút nữa đi ba, còn một người nữa thôi à. Ai lại vậy? Ai vậy? Chút nữa đi mẹ sẽ biết. Ai mà nó làm gì con dữ vậy? Ê, mà đặc biệt trời anh lâu tới quá. Rồi anh tới rồi. Đây nè anh. Anh ê, qua bên này đi. Bà nghĩ sao? Tôi thấy như vậy cũng được á. Dạ, con xin giới thiệu với ba mẹ, đây là nhạc sĩ nổi tiếng Hiểu Khang.
Mấy bạn, chắc mấy bạn biết đây là ai rồi phải không? Anh Hiểu Khang nổi tiếng vậy mà. Cô chào hai bác. Xin lỗi mọi người vì đã đến trễ, làm gián đoạn cuộc vui của mọi người. Em cứ sợ là anh không tới không à. Anh gửi thì bà bắt mình đợi là trời phải. Trời ơi, tới chơi được rồi, quà cáp làm gì không biết nữa. Rượu hả anh? Đây đây nè con. Vui ra mặt luôn. Cảm ơn anh nha. Nè ba. Nhìn bà cười tới rối luôn á. Còn phải nói anh, nữa. Lên trên này với em đi. Đi đâu vậy? Mọi người đang ở đây mà. Lên trên này với em một chút thôi mà. Mấy bạn nhập tiệc vui vẻ nha. Ba mẹ đãi giùm con đi. Đi đâu vậy? Con xin phép. Anh. À, thôi mình qua bên bển ngồi đi con. Đi dạ. đi qua bển ngồi đi con. Thôi. Dạ. Anh vô đây, vô đây. Đó, anh thấy không? Đây là phòng của em nè. Cái này là em chỉ vu vơ dứt bậy thôi hả? Em cũng thích Mozart, Chopin, Beethoven. Anh thấy cũng lạ đó. Ủa, mấy đó là gì? À, đây là mấy đĩa nhạc mà anh rất thích và anh rất quý. À, anh thích thì cứ mang về xài đi, của chủ cũ để lại đó. Ba cái nhạc không lời nghe chán thế mù. Em cũng chọn bức tranh này nữa hả? Không, của chủ cũ để lại đó. Bức tranh gì mà xấu quá. Hồ cũng không có miếng nước nào hết. Chán ngắt, thấy ghê. Anh thấy vậy đúng không? Anh thấy nó ở đây tính nghệ thuật đó chứ. Anh thấy căn phòng của em sao? Có đẹp không? Nếu anh đoán không lầm, chủ cũ trước đây của căn phòng này là một cô gái đúng không? Không phải đúng, mà là chính xác luôn. Sao anh biết hay vậy? Nhìn cách trang trí tranh ảnh và một cô gái rất mơ mộng và lãng mạn. Từ cách thưởng thức âm nhạc cho đến trang trí tranh ảnh, đủ biết cô gái này rất là đẳng cấp. Ai, cái con nhỏ hả? Dở dở ương ương, điên điên khùng khùng. Đẳng cấp cái nỗi gì anh ơi? Trời đất ơi, sao da mình khô quá vậy nè? Kiểu này phải đi spa chăm sóc lại thôi. Ôi trời, làm hết rồi mà, con quỷ. Mẹ. Sao vô mà không có cửa gì con? Ba con đâu rồi? Ba đi làm. Mẹ nè. Cái gì? Ba đi làm đêm làm hôm như vậy á, mẹ có thấy nghi ngờ không? Nghi ngờ cái gì? Con này vô duyên. Làm sao? Ờ thì đó, bây giờ á, ba giàu có rồi, thiếu cha gì tiền, cho nên á, con nghĩ chắc có nhiều cô gái đeo theo ba lắm á. Trời ơi, tưởng gì. Nè con, mẹ chấp luôn cả mấy đứa con gái luôn đó. Mẹ có bí quyết giữ chặt ba con, yên tâm đi. Bí quyết hả? Ừ. Bí quyết gì vậy? Chừng nào con có chồng á, mẹ sẽ chỉ cho con biết. Bảo đảm là chồng con á, nó không bao giờ muốn rời con nửa bước. Thiệt. Trời ơi, bí quyết hay vậy thì bây giờ mẹ chỉ luôn đi, để con giữ bộ con. Trời đất ơi, bí quyết này á, là để dành cho hai vợ chồng. Bồ bịch không có cửa nha.
Trời ơi, bây giờ là thời đại nào rồi mà mẹ cổ lỗ sĩ quá. Nè 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 nè, cái gì mà cổ lỗ sĩ? Thời buổi nào cũng phải giữ mình hết á. Khi nào lấy chồng rồi á, muốn sao cũng được hết á. Còn con gái bạo dạn quá, riết rồi chồng nó sợ biết không con? Mà nè, mẹ nghi lắm mà nghe. Hình như là con có tình cảm với cái cậu nhạc sĩ hồi chiều phải không? Mẹ, thế anh sao? Có được không? Ừ, thì cũng được, cũng đẹp trai. Nhưng mà sao thấy nó ít nói quá. Có hợp với con không vậy? Trời, mẹ biết không, ảnh là một nhạc sĩ nổi tiếng đó nha. Chính ảnh là người giới thiệu con với đạo diễn mới á. Còn lăng xê cho con được vai thứ 9 luôn á. Thiệt đó hả? Thiệt. Ồ, nếu vậy thì con phải tranh thủ đi. Thường xuyên kêu nó về đây ăn cơm, thấy không? Yes, madam. Sao vậy hả? Trời ơi, đứng lên, đứng lên. Thôi mẹ thương mà, đứng lên con. Có sao không hả? Thôi đi về, đi về. Đau quá mẹ ơi. Không sao đâu, con mẹ ngoan ha. Gió đẹp lắm nè. Sao vậy con? Sao vậy? Gấu. Con sao vậy? Hả? Con gấu. À, con gấu hả? Bạn dịch của con rồi hả? Dạ. Ba ơi, ba, ba đi tìm con gấu về cho em đi ba. Đâu dạ. Đâu đâu, con gấu đâu? Để ba đi ở đây tìm kia con hả? Gấu về cho con. Nè 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 nè, trả con gấu lại, trả con gấu lại cho con ba đi nha. Tìm con gấu về nè, cho em đi chờ ba. Một chút đi con. Rồi để ba đi tìm con gấu về cho con nha. Ngồi xuống đây với mẹ đừng có khóc ha. Để ba tìm gấu cho em nha. Gấu ơi. À, ba về rồi. Có gấu cho em rồi nè. Em có gấu rồi nè. Chui lên đi. Em về với chị rồi nè. Chị chui lên đi. Hồi nhỏ, chỉ một con bướm bay mất mà mình đã thấy đau khổ rồi. Còn bây giờ đây, mình đã mất hết những người thân yêu. Cái đau sao mà cứ ám vào lòng, đau đến cả từng ý nghĩ. Mình không thể nào chịu nổi nữa. Ui da. Ui. À, trời. Bị mát hả ta? Ủa, thằng Hải bị gì vậy em? Nó mới té trước cửa nhà mình nè. Rồi nó có sao không? Không có sao hết trơn á, trầy trụi chút xíu thôi à. Mà công nhận con nhỏ hàng xóm á, còn nó không những vô duyên mà còn vô tâm nữa nha anh. Sao mà tự nhiên em nói người ta như vậy? Trời ơi, bé Hải té ngay mặt nó luôn. Thay vì chạy lại đỡ con nhỏ đi. Không đỡ, mặt nó trơ trơ như mặt bàn vậy đó. Hay là nó bị đuôi? Nó đuôi sao nó thấy em? Nó nhìn thằng Hải nó bị đuôi thôi hả? Anh nói chuyện nghe mắc cười quá à. Không hiểu sao em mới nhìn nó thôi mà em thấy có ác cảm rồi đó nha. Hôm rày để ý ngó qua bên kia thấy cô ta hình như cũng không được bình thường đấy em ơi. Cái mặt sao mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ở đâu trên mây trên gió hay sao á, không có hồn dí gì hết trơn á.
Nghe họ ở Sài Gòn lúc đầu em mừng lắm, tưởng đâu gặp đồng hương. Ai mà ngờ đâu à. Thôi bỏ qua đi em ơi. Thiệt tình. Hãy nói nè. Cái gì vậy? Sửa điện giật. Trời đất ơi, ở không ghê không? Giờ biết sao cẩm lên nữa. Trời ơi coi kìa. Sao không rút ra? Ờ ha. Ngu dữ vậy. Còn gì nữa? Hết rồi đó. Hãy ha. Nè, con ăn đi rồi con uống thuốc. Trưa nay á, Vũ làm cho con cái món su xào mực khô, cái món mà con thích ăn nhất đó. Nhưng con muốn đi vòng vòng cho đỡ buồn. Từ hồi mình ra đây tới giờ cả tháng rồi không có đi đâu hết, cứ ở nhà hoài à, con buồn quá. Thôi đợi Vũ chút đi nha. Rồi cái Vũ làm xong công chuyện á, Vũ với con cùng đi nha. Chờ nắng lên một chút xíu á, cho nó đỡ lạnh nha con. Dạ. Con ăn thấy ngon miệng không? Ở Đà Lạt này á, người ta nói là quán mì Quảng này á, là ngon nhất đó. Mà tại vì nó nằm sâu quá đó, cái Vú kêu xe ôm, Vú đi vô trọng Vú mua về cho con ăn đó. Cái con bé này, từ hôm ra đây tới bây giờ, sao nó như người mất hồn vậy đó. Nhiều khi mình hỏi á, nó làm như nó không nghe thấy gì vậy đó. Có khi nào cũng có thể nhà này từ lâu rồi không có người ở. Chắc mình phải nấu nồi chè cúng thôi. Mở cửa kìa. Dạ. Kiếm ai đây? Tôi đến thăm Diễm Khanh. Diễm Khanh có nhà không chị? Diễm Khanh là con nào? À, con điên điên khùng khùng đó hả? Nó không ở đây nữa. Chị cho hỏi Diễm Khanh đang ở đâu vậy? Ủa, nó ở đâu kệ cha nó chứ. Tôi biết làm gì. Nhà này đổi chủ rồi. Mai mốt đừng có tới đây tìm Khanh Khiết gì nữa nha. Qua, đóng cổng lại. Dạo này trộm cắp nhiều lắm. Người gì đâu mà ăn nói bất lịch sự ghê. Xin lỗi chị. Chị chấp với cô ấy làm gì? Tính cổ là vậy đó. Chị cho em hỏi là bây giờ chị có biết Diễm Khanh và Vũ Mười đang ở đâu không ạ? Không, tôi dưới quê mới lên, tôi không biết ai tên Khanh gì hết á. Vậy em về nha, cảm ơn chị. Chơi với con đi. Ba con mua cây súng đẹp lắm nè. Ừ. Nè, cô Khanh cho con này nè. Nè con. Cảm ơn cô Khanh. Súng đẹp quá ta. Hải đâu rồi con? Hải. Chào em. Dạ em chào chị. Khanh ơi, vô ăn sáng nè con, còn uống thuốc nữa. Dạ, con vô liền. Hải, qua đây con. Bé Hải ở đây chơi nha. Dạ. Cô Khanh vô trong nhà một lát, cô Khanh ra ha. Dạ. Em chào chị. Chào em. Con bé cũng hồn nhiên dễ thương chứ.
Nhất là khi nó cười, nhìn nó thật xinh. Mà sao hôm nay thấy con bé khác hôm trước vậy cả? Lúc thì vui vẻ, lúc thì ngơ ngơ. Không lẽ nó bị tâm thần? Tôi về con. Mới sáng sớm mà đã thấy thuốc rồi, còn ngán đến tận cổ luôn. Còn phải ráng uống, con mới mau hết bệnh được chứ. Không biết sao á chú, con uống thuốc này vô trong người con cứ ngày ngật khó chịu lắm. Tại vì á, con mới lên còn chưa có quen khí hậu thôi ha. Bữa nay trời đẹp lắm á, con mặc thêm áo ấm vô đi, rồi cái vú với con á, đi vòng vòng cho nó giãn gần giãn cốt con ha. Vậy vú đợi con thay đồ đẹp nha. Bữa lên con mang đồ len nhiều lắm, mà từ bữa tới giờ chưa có dịp đi đâu hết á. Con đi thay đồ đi ha. Rồi cái vú kêu taxi, rồi cái chở vú con mình đi vòng vòng ngắm cảnh. Từ hôm lên đây tới bữa nay á, vú thì có đi chợ, còn con có đi đâu đâu. Vậy vú đợi con thay đồ nha. Khoan, uống thuốc đã. Uống đi, mau. Uống hoài. Ráng uống đi con. Khanh ơi, xong chưa con? Ủa, con nhỏ này làm gì mà lâu quá không biết nữa. Đừng chạy nữa con, ăn cơm nè. Mẹ ơi ăn cơm. Nè nè nè, qua mày đút cho nhanh lên. Ăn cơm, mẹ bé bà con đó nha. Không ăn, không qua ăn. Qua nhà Hải ăn đi con. Con muốn qua nhà cô Khanh chơi. Trời ơi mẹ chóng mặt quá à. Ăn xong rồi mẹ cho qua bển chơi, được không? Trời ơi chóng mặt quá con ơi. Hải à, ăn cơm đi con. Chơi chơi chơi. Ăn xong rồi chơi. Hải. Giỡn quá à, nghe mẹ nói không? Hải, con chào bà Vũ đi. Con chào bà Vũ. Được rồi, ăn cơm. Ăn xong rồi qua Hải. Con chào gì? Làm gì mà rượt cháu tôi chạy vòng vòng vậy? Trời ơi, con cho nó ăn cơm nè, mà nó đâu có chịu ở yên một chỗ đâu. Nó chạy vòng vòng hoài à. Đòi qua bển kiếm với cô gì đó. À, cô Khanh hả? Dạ. Tại hồi sáng á, cô Khanh cô Hải qua, rồi cho nó nói chuyện với nó. Nó thích lắm. Dì biết làm sao không? Tại vì ở đây nó không chơi với ai hết á. Bởi vậy có người quan tâm nó theo liền hả? Trời ơi, tội nghiệp dữ không? Dạ. Hải, về ăn cơm nè. Hải à, ra đây bà nói nghe nè. Xuống đây bà biểu. Nhanh con. Nè, lại đây bà biểu nè. Mau. Rồi. Không ăn. Đây bà biểu. Thôi, nè. Còn chút ăn hết đi nè. Không ăn. Cái thằng. Nó như vậy á. Thôi dì đi nha. Để con qua đút cơm cho nó ăn cái. Đi. Hải ơi, còn chút này ăn đi con. Đứng lại coi, mẹ chóng mặt quá à. Con gái, dậy đi chơi với ba mẹ nè. Sinh nhật gì mà ngủ hoài vậy hả? Dậy đi con. Mẹ về dự sinh nhật của con hả? Ba con đâu rồi? Ba con đang chuẩn bị sinh nhật cho con ở dưới nhà đó. Dậy đi con. Con gái, dậy đi con. Không được, mình cứ ngủ như vậy hoài ba mẹ sẽ bỏ đi mất. Phải thức dậy thôi. Ba mẹ ơi, đừng có bỏ con mà. Ba mẹ ơi, đừng có bỏ con mà. Ba mẹ ơi. Ba mẹ. Khanh, Vũ đây nè. Vũ đây nè. Vũ đâu có bỏ con đâu. Vậy là nãy giờ con ngủ hả Vũ? Con ngủ suốt từ sáng tới giờ.
con nhớ rồi. Hồi nãy Vũ nói con lên thay đồ đẹp đi chơi. Ừ. Con tính lên đây con chợp mắt chút xíu à, mà con ngủ lúc nào không hay luôn. Vũ không thấy con ra, Vũ lên thì thấy con ngủ. Mà sao từ hôm lên đây tới bây giờ á, ban ngày con cứ ngủ suốt à, mà ban đêm thì con lại thức. Con không biết nữa. Ban ngày á, hai con mắt con nó cứ díp lại, còn ban đêm á thì cặp mắt nó cứ tỉnh ơi là tỉnh, không ngủ được. Ờ, Vũ, hồi nãy á, trong lúc con ngủ có ai vô phòng con không vậy? Con nói gì vậy? Nhà có mình Vũ với con à, có ai đâu. Vũ nhớ kỹ lại đi. Có một người phụ nữ. Có một người phụ nữ Vũ. À, con muốn nói là cô Như nhà bên cạnh đó phải không? Vũ có qua mời, người ta hứa nhưng mà chưa có qua. Không phải, ý con không phải là họ đâu. Sao từ bữa ra đây tâm thần con nhỏ ngày càng bấn loạn, không biết có phải là nó không hợp với đất thổ ở đây hay không nữa. Hãy nghe mẹ dặn nè, mai mốt mày đút cơm cho ăn á là con không được chạy vòng vòng nữa nha. Ủa, dì qua chơi. Con mời dì ngồi. Gửi cô chú ăn lấy thảo. Trời ơi, dì qua chơi là quý rồi, quà cáp chi vậy? Có gì đâu, hôm nay tôi có nấu chè xôi để cúng đất đai dân trạch trong nhà trong cửa. Dạ. Để phù hộ cho con bé Khanh đó mà cô. Ủa mà cô Khanh bệnh sao vậy dì Mười? Thật ra thì đó chỉ là tâm bệnh thôi. Từ khi má nó đột ngột qua đời á, nó buồn, nó sanh ra bệnh tâm thần. Nằm bệnh viện một tháng, bác sĩ nói ổn rồi, cho nên cho nó về, đưa nó lên đây để cho nó ăn dưỡng. Tội nghiệp cổ quá vậy. Vậy mà con cứ tưởng đâu cổ là con ruột của dì đó chứ. Tôi chỉ là vú nuôi thôi, nhưng tôi đã chăm sóc nó từ hồi lúc nó còn nhỏ, một bước tôi cũng không rời nữa. Nhất là từ khi ba mẹ nó mất đi, bà con thân thiết thì không còn ai nữa, nó chỉ còn mình tôi để mà bám víu. Tôi thương nó như là con ruột của tôi vậy đó. Tội nghiệp con bé, nó lần lượt mất cha rồi mất mẹ, rồi bây giờ nhà cũng không ở được luôn. Mà nó còn nhỏ quá, một mình nó đâu thể làm gì được. Bởi vậy, càng nghĩ tới cái cảnh của nó, tôi càng nát ruột cô Như ạ. Giơ tay lên. Không, giơ lên. À, chết nè. Sợ rồi hả? Đầu hàng phải không? Còn bắn nữa không? Nè, bà về rồi nè. Anh hả? Cục cưng. Ây da, cục vàng của tôi. Anh, ăn cơm đi, em dọn cơm rồi đó. Ý da, bắn mẹ hả? Bắn mẹ. Dạ. Qua ăn cơm chung với anh cho nó vui. Em ăn rồi. Hồi nãy ăn chung với bé Hải nè, nó bắt em phải ăn chung với nó mới chịu ăn đó. Vậy hả? Nè, con đó nha, càng ngày càng nhiều chuyện nha. Dám giành mẹ của ba hả? Hả? Gì vậy? Trời ơi, mày đặt ganh tị với con nữa. Anh giỡn thôi. Giỡn kỳ cục rồi. Con mắng nè. À, anh. Hôm bữa em hiểu lầm con bé hàng xóm á, chuyện của nó nghe tội nghiệp lắm đó anh. Mà chuyện gì? Là hồi chiều á, bà Vú qua đây chơi nè, kể chuyện á, mẹ nó đi du lịch bên Pháp mà chết ở bên Pháp luôn đó. Cú sốc đó làm nó bị thần kinh luôn đó anh. Trời ơi. Bây giờ em mới biết á, là tại sao lúc nào á, nó cũng ngơ ngẩn, nhưng mà có lúc nó vui dữ lắm nha. Nó bị tâm thần đó. Vậy hả? Ừ. Trời, tội nghiệp nó quá ha. Thì đó, chưa đâu. Bây giờ nó phải sống với cha dượng. Mà em nói không phải là nghĩ xấu chứ. Vậy em hỏi anh nè, có cha dượng nào mà thương con vợ không? Biết đâu ông ngược đãi nó, bây giờ nó không nói được, bị vùi dập quá giờ nó bị điên luôn sao? Đúng không? Vậy cô bé đó còn bà con thân thích nào nữa không? Ở nước ngoài hết trơn à. Giờ ở đây còn có mình bà vú gì của nó đó, mà không phải vú ruột, vú nuôi thôi mà thương như con đẻ đó anh à. Anh thấy vậy cũng là quý rồi. Ít ra cô bé đó còn một người để mà gọi là đùm bọc yêu thương cô bé đó. À em à, mà dạ. Anh thấy bà vú đó có dễ hiền. Và rất nhân hậu. Ngày mai em ra chợ,
mua ít rau củ xong rồi đem qua bển biếu cho bà vú nghe không? Ờ, em cũng định vậy đó. À, nếu mà họ có cần gì á, mình nhớ giúp đỡ cho người ta. Dù sao họ cũng mới lên đây, chân ướt chân ráo mà. Ha? Vợ chồng mình có chung ý nghĩ ghê, em cũng định vậy đó. Anh ăn cơm đi. Ừ. Giơ tay lên. À, đầu hàng. Em làm cái gì mà quá vậy? Anh nói gì vậy? Trời ơi, đi ăn sáng thường thôi mà, em làm gì mình giống như đi ăn tiệc vậy? Mai mốt hai mẹ con đừng có diện nổi như vậy nữa. Anh mắc cười quá, vậy mà cũng nói được nữa. Ờ, con Lệ đâu rồi? Nó đang trang điểm trên kia kìa, sắp xuống rồi đó, chờ chút xíu đi. 8 giờ sáng á thì có cuộc họp ở công ty, hai mẹ con em á làm trễ cuộc họp của tôi bây giờ. Anh mắc cười quá, cứ để cho nhân viên người ta đợi chút xíu đi. Bây giờ anh là giám đốc rồi, lâu lâu đi trễ chút đâu có sao. Làm sếp á thì phải gương mẫu, phải đúng giờ đúng giấc thì nhân viên cấp dưới nó mới phục tùng mình. Trời đất, đứa nào mà không phục tùng á thì đuổi việc nó. Nói gì em vậy mà nghe được. Lẹ đi. Đó, nó xuống rồi đó. Làm gì mà lâu quá vậy con? Trang điểm. Con đó nha, lo trang điểm đi. Ba cằn nhằn nãy giờ kìa, trễ quá rồi đó. Thôi đi, đi anh. Ba mẹ đi ăn đi, con có việc bận. Chuyện gì đột xuất vậy? Chính con á là người đề nghị cả nhà cùng ra ngoài ăn sáng mà. Nhưng mà bây giờ hả, anh Khang gọi điện thoại kêu con đi uống cà phê. Trời, chỗ ơn nghĩa mà con từ chối thì kỳ lắm. Ủa thiệt đó hả? Thiệt mà. Vậy là con đi ăn với thằng Khang đi, ba mẹ đi ăn một mình cũng được ha. Dạ. Thôi đi anh. Ba mẹ đi ăn vui vẻ nha. Alo, có chuyện gì mà gọi anh sớm vậy Lệ? Anh Khang ơi, anh có rảnh không? Tại vì em có chuyện muốn nói với anh đó. Bây giờ em qua nhà anh nha. Sáng nay anh có việc ở nhà văn hóa rồi, hẹn em hôm khác nha. Dạ không được đâu, chuyện này đối với em á nó quan trọng dữ lắm á, anh biết không? Chỉ vì suy nghĩ về nó mà suốt đêm hôm qua em không có ngủ được. Em cứ băn khoăn, em cứ trăn trở suốt hả? Cho nên anh ơi, em muốn hỏi ý kiến của anh nè. Thôi được rồi, 7 giờ rưỡi anh có cuộc họp ở nhà văn hóa. Em đến cà phê đối diện trước cổng chờ anh nha. Dạ dạ, em tới đó liền. Em đợi anh nha. Em chào anh. Chào em.
Lúc trước anh giúp em vì thấy em bị lợi dụng. Anh chỉ giúp em tại thấy em tội nghiệp mà thôi. Ngoài ra không có ý đồ gì khác cả. Vả lại anh cũng không phải là loại người thích lăng xê người khác để mà trục lợi. Anh xin lỗi. Anh, em đâu có bao giờ nghĩ là anh là người trục lợi đâu. Em chỉ nghĩ á, nếu như á anh lăng xê em thì chắc chắn là biết đâu. Alo, Hiểu Khang nghe. Ừ, thật vậy hả? Được rồi, được rồi. Tôi sẽ đi liền. Chờ tôi đó nha. Xin chào, cảm ơn. Bây giờ anh có việc phải đi gấp rồi. Chuyện ban nãy anh không hứa gì cả. Nhưng mà trước mắt anh đang dạy một lớp nhạc ở nhà văn hóa. Hay là em đến đó thử xem sao? Dạ, nhất định em sẽ tới học mà. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đi nha. Dạ. Ê, tụi bay, thầy vô kìa, thầy vô kìa. Chào các em. Dạ, chào thầy ạ. Đây là chị Lý Lệ. Từ hôm nay, chị ấy sẽ sinh hoạt chung với lớp chúng ta. Các em làm quen đi. Xin chào. Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học về kỹ thuật luyện thanh. Như các em đã biết, cái đẹp trong âm nhạc không chỉ thể hiện ở tiết tấu mà còn thể hiện ở cách phát âm và nhấn nhá câu từ. Người ca sĩ trước hết phải phát âm đúng ca từ. Âm tiếng Việt có hai phần, đó là nguyên âm và phụ âm. Chúng ta sẽ luyện cho chuẩn về hai phần âm này. Bây giờ các em chuẩn bị luyện thanh nha. Không biết là ai sẽ xung phong làm người luyện trước đây? Em. Thôi cũng được, mời em. Trước tiên thì chúng ta hãy luyện âm A trước nha. A hả? Đúng. Khi luyện âm A thì miệng phải như là nở một nụ cười. Dạ. Em bắt đầu ha. Dạ. Bắt đầu. 2, 3. Em luyện rất là tốt. Em cảm ơn anh. Anh. Hả? Trưa nay em đi làm về sớm nha. Chị gì em? Vậy coi chừng bé Hải cho em đi đám cưới. Hôm nay em đi đám cưới hả? Ừ. Trời, sao em không chịu nói sớm? Sáng nay hả? Đi Lâm Hà, tới chiều tối anh mới về đó. Trời ơi, vậy giờ sao? Thì anh đi công tác mà. Em đi đám cưới của con Thu Loan đó. Em lỡ hẹn với nó rồi. Trời ơi, em không chịu nói sớm gì hết trơn. Phải em chịu nói sớm á, anh nhờ chị Nhàn qua giữ bé Hải giùm mình. Em đâu có biết anh đi công tác đột xuất dữ vậy. Không thôi giờ anh gọi nhờ chị Nhàn đi. Bây giờ gọi hả? Ừ. Hồi sáng nay anh có nghe nói là chị Nhàn lên chùa Linh Sơn để làm công quả gì đó. Sao qua giữ bé Hải được? Chị đã dặn mình rồi, nếu hai vợ chồng mình mà có cần cái gì á thì phải nói trước với chị một ngày để cho chị còn thu xếp. Tự nhiên sao chị Nhàn chỉ canh ngay cái lúc em đi đám cưới chị đi làm công quả vậy trời. Em nói vậy mà nghe được á hả? Đâu phải chị biết em đi đâu mà chị bỏ đi làm công quả. Vậy giờ sao? Có một cách này nè. Cách gì? Nhất cử lưỡng tiện luôn. Là sao? Chắc chắn bạn em sẽ không buồn. Sao? Bây giờ vậy đi, em gửi quà cho bạn em, xong rồi em nhắn tin xin lỗi bạn, vậy thôi. Thôi, vậy sao được? Bạn bè xa cách bao nhiêu năm nay rồi, giờ nó mời đám cưới không đi sao được. Riết mấy lần trước anh thấy không, người ta mời đi họp lớp, họp này họp kia, em có bao giờ em đi đâu. Thì mười mấy năm rồi không có gặp, xa cách. Thì bây giờ xa cách thêm năm có sao đâu. Cái gì? Ừ thì thôi, bây giờ cách đó không được thì thôi. Thì tìm cách khác chứ giờ làm sao.
không mấy giờ vậy đi. Nói chung bây giờ còn cách nữa thôi, mà nó hơi ngại một chút. Cách gì? Không mấy em nhờ dì Mười giữ bé Hải giùm mình được không? Ờ ha, sao em không nghĩ tới chuyện này ta? Ơi nhưng mà mình mới quen mà mình qua mình nhờ có lợi dụng quá không anh? Cái này thiếu điều cố tình lợi dụng rồi. Chà, anh này kỳ quá, em nói chuyện nghiêm túc mà. Anh nói thiệt chứ bộ, anh cũng thấy ngại ngại cho nên anh mới hỏi em đó. Không mấy giờ vậy, em đi qua nhà dì Mười, xong cái em nói chuyện với dì Mười, rồi em dò ý dì Mười coi sao. Được thì mình gửi, không thì thôi. Thôi nói chung là em ghét ba cái vụ rào trước đón sau lắm anh ơi. Bây giờ thôi để chúc em nhờ thẳng luôn đi chứ rào gì nữa. Thì giờ tình thế như vậy phải nhờ thẳng chứ sao. Thôi vậy đi ha. Ờ. Ừ. Ừ. Từ con. Chị Mười. Ủa cô Như. Nhanh con Hải. Dạ. Có gì không cô Như? Dạ. Qua đây con, dậy rồi phải không? Dạ nó dậy từ sớm rồi dì. Hải lại lên. Dì Mười. Sao cô? À con có chuyện này con định nhờ dì á, mà con ngại quá con biết nói làm sao hết à. Trời ơi, chòm sớm với nhau không à. Có gì cô cứ nói đi, đừng có ngại. Dạ thật ra thì con đi đám cưới mà anh Đông anh đi công tác với huyện rồi, anh không có về canh với Hải được, cho nên con định gửi qua bên này nhờ dì giữ giùm. Trời ơi có gì, để nó ở đây tôi coi chừng cho. Thiệt hả dì? Ừ. Dạ dạ con cảm ơn dì. Bé Hải qua đây con. Dạ ở đây với bà không được phá nghe không con? Dạ ở chơi với cảm bà nghe. Cảm ơn dì nhiều nha. Thôi con sẽ rồi, về sớm cứ đó đi bé đi. Hải con đi luôn nè. Hải ngoan quá, ở chơi với bà ha. À, con lại đó ngồi chơi đi, bà làm việc ha. À. Ủa, tới rồi hả? Trời ơi, làm gì mấy bà lôi tôi ra đây giờ này uống cà phê vậy? Vậy là đông đủ hết rồi phải không? Ừ. Hey, uống gì, tôi có tin vui mới thông báo với mọi người thôi. Kêu đi. Ủa, sao tôi thấy bà lúc này nhiều tin vui quá vậy? Hết được đóng vai chính ha, về ở biệt thự lộng lẫy. Rồi bà còn tính gì tụi tôi nữa? Hay là được một đại gia bao? Chắc vậy á. Cũng mong á bà Lệ có nhiều tin vui tới tấp cho tụi mình được ăn miễn phí hoài. Bà đó, tối ngày lo tiệc tùng, mai mốt mà mập như heo giờ đó, bất phọt ráng chịu. Kệ tôi, tiệc thì nói gì. Yên tâm đi, tôi sẽ mời mấy người dài dài. Bởi vì á, tôi sắp trở thành một ca sĩ. Ông Quang có thể vừa làm ca sĩ vừa làm diễn viên được, tôi cũng làm được thôi. Dễ mà. Biết đâu á, tôi còn nổi hơn ổng nữa kìa. Trời ơi, nổi tiếng hả? Nổi tiếng hay nổi lình bình đó bà. Có nhiều kiểu nổi lắm nha. Lục Bình cũng nổi nè, Thần Chổng Chết Trôi cũng nổi nè. Mà Chết Trôi cũng nổi lắm mà nghe. Bà nhắm mà nổi cỡ đó không? Ê, mắc mới gì mà ổng cứ sốc tôi hoài vậy? Hả? À, ai tưởng gì, giọng cái thứ ganh tị á hả? Hai con trai mà đi ganh tị với con gái, bộ mới xấu hổ hả? Úi trời ơi, trời ơi, đàn ấy tỉnh mộng lại đi đàn ấy ơi. Ở đây á là cũng muốn ganh tị với đàn ấy lắm, nhưng khổ nổi, không có gì để ganh tị hết á. Đàn ấy tỉnh mộng lại đi đàn ấy ơi. Ê, bỏ cái giọng chăm chọc đó nha. Tôi nói cho mấy người biết á, tôi đang theo học lớp thanh nhạc của nhạc sĩ Hiểu Khang. Ừ. Trời ơi hả, anh ấy khen tôi hết lời luôn á nha. Anh còn nói hả, sẽ lăn xê tôi trong giới ca sĩ. Trời, để rồi coi, để rồi coi, chóng mắt lên mà coi. Chắc chắn tôi sẽ nổi tiếng. Đúng rồi, lăn xê như đạo diễn Diệt Hòa lăn xê cho bà đúng không? Bà nổi trúng phốc rồi đó, bà sắp nổi tiếng rồi. Bà mà thả cái phao xuống hả, bà nổi tiếng lên liền hả? Nổi tiếng, nổi hay không á, để coi thầy bói mới biết được thôi. Tôi nói rồi nha, anh Hiểu Khang không có giống như cha Diệt Hòa. Đừng có bao giờ nhắc tới anh trả trước mặt tôi nữa. Lần trước á, ổng làm tôi như vậy, bây giờ tôi hất cả ly nước vô mặt ổng, chưa cảm thấy Hải giận nữa đó. Cái đồ tồi. Sao lúc trước thấy Lệ thân với ổng lắm mà,
Thân thân, thân cái con khỉ. Thân gì mà thân? Chẳng qua là vì ông thấy tôi đẹp, cho nên nó dễ dãn tôi hoài vậy thôi. Mà nghĩ cũng tức cười nha. Ví dụ sau này á, ông mà phát hiện ra ông biết tôi á, vừa là một diễn viên nổi tiếng nè, vừa là một ca sĩ danh giá nữa nè, trời, bảo đảm tới lúc đó ông tức ối má ông ra luôn á. Bởi vì ông biết sử dụng nhân tài gì hết. Nghĩ tới cảm thấy sướng rưng luôn á. Úi giời ơi, nữa rồi đàn ấy ơi. Đàn ấy đừng có đu dây điện nữa đàn ấy ơi. Coi chừng bị điện giật chết nghe đàn ấy ơi. Bộ tôi nói không đúng hả? Mấy người cười khinh tôi chứ gì? Để rồi coi, mấy người ấy chống con mắt lên mà coi nha. Lý lệ này sẽ làm được cho coi. Một ca sĩ nổi tiếng. Nè con ha. Con Khanh. Chào con. Khanh, con coi nè, thằng bé dễ thương ghê vậy đó. Mẹ nó bận công chuyện, đem qua đây gửi vú nè. Hồi sáng giờ nó chơi lành quanh đây chứ không quậy phá gì hết á. Có mới nói cũ thấy không? Nãy đang chơi với bà, cái giờ tự nhiên thấy cô Khanh cái bỏ bà liền hả? Con với bé biết nhau rồi mà. Hôm trước á, bé còn khoe đồ chơi với con nữa nè. Rồi cô còn tặng quà cho bé nữa, bé nhớ không? Nhớ. Thôi, vậy con chơi với nó nghe, vô đi nấu cơm. Dạ. Bà đi nghe. Hai cô cháu mình ra ngoài sân chơi đi ha. Đi con. Hey. Cô mượn nha. Súng này con thích nhất đó. Vậy hả? Bé Hải. Mẹ về. Mẹ về rồi nè. Sao con? Nãy giờ đây có quậy cô Khanh á với lại vú mười không nè? Dạ không. Có không con? Bé ngoan lắm mà chị, không có quậy gì hết. Vậy hả? Dạ, mai mốt á, nếu như chị bận á, chị cứ gọi bé qua đây em coi chừng giùm cho. Ủa thì không đó. Dạ. Vậy hả? Cảm ơn em nhiều nha. Dạ không có gì chị. Vú đi con. Ủa cô Như về sớm vậy? Dạ tại con sợ nó quậy quá nên tranh thủ con về. Không khó đâu, nó ngoan lắm. Nè con, uống thuốc đi. Tới giờ rồi, uống hết đi con. Ngán lắm hả? Sao uống toàn là thuốc ngủ không vậy trời? Thôi bé Hải, con chào bà với cô về đi con. Con chào bà, con chào cô. Giỏi. Dạ cảm ơn vú. Cảm ơn cô Khanh. Bye bye chị. Tôi về nha. Ủa em. Anh ăn cơm luôn đi. Ờ đói bụng quá. Ờ nè, hôm nay thằng Hải á, nó có quậy phá gì nhà cái gì mười không? Không, nó ngoan lắm. Hình như nó mến nhà bển hay sao á. Vậy hả? Em qua rước nó không chịu về luôn mà. Trời ơi thằng này. Nó ăn cơm ở bển luôn rồi. Trời. Cái gì mà nhờ người ta giữ giùm còn ăn chật nhà người ta nữa. Thì đó. Mà ác một cái là nó ngoan. Rồi nó chịu ăn cơm mới ghê chứ. Vậy hả? Ở nhà em bới có chén cơm à.
Lúc nó ăn mà nó chạy vòng quá trời không ăn hết á. Qua bển ăn ngoan ngoãn luôn. Dì Mười nói hả, bữa nào nhà mình có kẹt á, gửi nó qua bển đi. Hình như là nhà bển cũng mê nó rồi. Anh thấy nhà bên đó cũng tốt với vợ chồng mình quá. Không mấy bữa nào em mua cái gì đó qua biếu dì Mười cho khỏi mắc nợ. Nhờ người ta mà để ha. Em biết rồi, em cũng biết điều chứ bộ. Thôi năn đi nha. Ừ. Xong rồi Ken dọn chén dĩa vô trong chậu để sáng em rửa. Thôi được rồi, em cứ để đó đi. Anh ăn xong anh dọn cho. Vậy em vô ngủ trước à? Ừ. Anh. Ê, đàn ông ra đường phải có mặt xuống đất, vì nhà ngẩng mặt lên trời. Đi tới nơi gì tới chốn, thấy nhà sụp sinh là phải tránh, thấy con gái là phải dòm. Hả? Ờ không, thấy con gái là, thấy con gái không được dòm. Anh làm gì vậy? Em thường dặn anh vậy mà. Thôi liệu cái gì. Em quên nữa, em định nói anh chuyện này nè. Gì? Hồi trưa em ngồi bển á, em thấy vú Mười cho Diễm Khanh uống toàn là thuốc ngủ không à. Uống toàn thuốc ngủ không hả? Ừ. Mà em có nhìn lầm không đó? Sao mà lầm được, chính mắt em nhìn thấy cái hiệu thuốc đó luôn mà. Em biết cái hiệu thuốc đó chứ bộ. Hồi xưa lúc mà bà ngoại em gần chết á, uống thuốc đó đó. Tại vì bà ngoại em á bị ung thư giai đoạn cuối mà, đau đớn lắm cho nên phải uống thuốc ngủ liều mạnh mới ngủ được. Chà, cái gì kỳ vậy? Một cái người tâm thần nặng như vậy mà cần phải hạn chế uống cái loại thuốc đó. Thì đó. Còn Diễm Khanh thì mới hơi hơi mà, hơi tưng tưng thôi, chứ đâu có gì nặng lắm đâu. Thằng cha bác sĩ nào mà cho uống thuốc kỳ cục vậy? Hồi trưa này em định hỏi luôn á, mà em thấy ngại quá. Em về nhà em suy nghĩ, nếu mà mình không nói mà lỡ có chuyện gì là chết người luôn đó anh. Em định ngày mai em qua em nói đại đó. Anh thấy sao? Chắc mình phải nói quá, chứ điều đó là không có được đâu. Để có ngày chết Diễm Khanh luôn đó. Ờ, vì mai em qua nói nha. Ừ. Rồi thôi anh ăn đi. Ừ. Nè. Hả? Anh đi đừng có vòng lại nữa nghe. Ờ. Hồi nãy anh muốn chết với em luôn rồi đó. Em biết rồi. Diễm vô ngủ nha. Ờ, đi đi. Đừng có vòng lại nữa nghe. Biết rồi, ăn đi. Chú, qua nhà con ngồi chơi. Ừ, cô Như đi chợ mới về đó hả? Dạ. Ủa? Dạ. Bữa nay bé Hải đâu rồi không thấy? Đi xe ngựa rồi. Bà nó dẫn nó đi chơi á. Ủa vậy là bữa nay cậu đâu không đi làm sao? Nay chủ nhật mà, làm đâu có lương đâu, mình làm chi. Ờ ha. Trời ơi, tao nói lên đây riết rồi tụi quên hết ngày giờ luôn hả? Dạ. Nãy con đi chợ á, con có mua mấy cái bánh nè. Thôi ăn với con nha, con cũng chưa có ăn sáng nữa. Dạ. Chứ ăn đi. Con có mua hồng nữa. Hồng ngon lắm đó nha. Dạ. Con biếu gì với lại cô Khanh ăn lấy Thảo. Trời ơi, cô cứ cho hoài hả. Hôm trước mới cho mấy cái rau cải, rồi bữa nay cái lại cho hồng nữa. Đâu có gì đâu. Trời ơi, hàng xóm với nhau không mà gì. Mà cô biết không, hôm trước tôi cũng có đi chợ. Dạ. Cô Khanh đòi ăn hồng. Dạ. Rồi cái tôi cũng đi chợ, cái tôi mua cho nó ăn. Mà nó về nó nói chắc tại tôi không biết chỗ mua hay làm sao, mua nó không có ngọt bằng hồng của cô cho. Đúng rồi. Ở đây á, xứ này xứ trái cây, nhìn tươi ngon lắm. Nhưng mà mình không biết chỗ mua. Nè, nhìn nè, vậy hả? Ngon lắm đó. Rồi. Thôi, bây giờ cô đi làm việc ha. Dạ. Tôi về bển, tôi sắp mấy trái hồng lên bàn thờ Phật. Dạ. Trái cây tươi á, mà cúng Phật á, là tốt lắm. Dạ. Nha. À khoan gì? Có chuyện này con muốn hỏi gì? À mà cô Khanh đâu, sao sáng giờ con không thấy ha? À, con Khanh nó ngủ rồi. Ăn sáng xong cái nó buồn ngủ, cái nó lên nó ngủ rồi. Ủa mà mới sáng sớm mà vô ngủ sớm như vậy? Không biết làm sao mà từ hôm tôi lên tới bữa nay á hả, hở sáng là nó ngủ giật giờ hả, mà tối thì nó trằn trọc, nó không ngủ được. Mà hả, nó chợp mắt á là nó lại thấy ác mộng. Tôi cũng có đi chùa, tôi thỉnh Phật, tôi cũng có cúng kiến đất đai trong nhà trong cửa, mà sao tôi thấy nó cũng không có khá hơn cô à.
Ủa nhưng mà hình như là ngày nào cô Khanh cũng uống thuốc hết phải không gì? Dạ đúng rồi, ngày nào cũng uống hết á, uống hai cử đều đặn vậy á. Mà bác sĩ có nói thuốc đó là thuốc gì không? Nghe nói là thuốc bổ thần kinh. Dường của Khanh nói là vậy á. Ủa vậy là bác sĩ không có gặp trực tiếp gì hay là cô Khanh hả? Dì, con có chuyện này con muốn nói á, nhưng mà thật sự là con cũng không biết là có nên nói hay không. Cái hôm bữa đó, lúc mà dì cho cô Khanh uống thuốc á, là có con ở đó. Con thấy thì sao mà cho uống thuốc ngủ liều nặng không vậy? Trời, cô nói gì kỳ cục vậy? Sao toàn thuốc ngủ được? Dì không biết đó chứ, con biết mấy cái toa thuốc đó. Thuốc ngủ hả? Liều nặng dữ lắm. Uống cái đó nhiều hả? Bị suy nhược thần kinh luôn đó. Trời ơi, không hiểu bác sĩ nghĩ sao mà cho cái toa kỳ vậy ta. Đâu cái toa đâu gì đem ra con chỉ gì cho. Ừ, không có toa đâu. Không có toa sao mua thuốc? Mà ai mua cho cô Khanh? Thì dượng của Khanh mua cho cô Khanh, rồi gửi lên á, biểu tôi á, là cho cô Khanh uống á, là mỗi một ngày là hai cử, uống đều đặn như vậy á, không có được bỏ cử nào hết á. Dì không biết đó chứ, con biết mấy cái toa thuốc đó. Thuốc ngủ hả? Liều nặng dữ lắm. Uống cái đó nhiều hả? Bị suy nhược thần kinh luôn đó. Vú xách mấy đó theo chi cho mệt? Thì vú chuẩn bị hờ vậy đó. Chứ nhà ở ngoài đó lâu ngày không có ai ở. Mà bây giờ mình ra ngoài đó, nếu mà không có gì thì mình còn có cái này mình xài chứ con. Mình ra đó ở một thời gian thôi mà, chú chuẩn bị chi nhiều quá vậy? Cái biệt thự ở ngoài đó là ở ngoại ô, xa chợ xa phố. Thì chú chuẩn bị sẵn có hơn không? Hai chú con làm gì vậy? Dạ tôi với cô Khanh á, cũng vừa sắp xếp đồ đạc xong. Sắp xếp chu đáo vậy là tốt. Khanh, con nghỉ ngơi đi. À, Vũ cứ cầm lấy cái này, lên đó để mua thức ăn, mua sắm cho con Khanh. Dạ. Đừng để cho nó thiếu thốn gì hết. Dạ. Rồi hàng tháng tôi sẽ gửi thêm lên cho. Con lên đó ở có vài tuần, chứ đâu phải ở luôn đâu mà Vũ nói vậy. Thì Vũ vẫn hờ vậy mà. Thôi nghỉ đi, mai còn dậy sớm nữa. À Vũ. Dạ. Ra đây tôi dặn nè. Đây là thuốc của bác sĩ dành cho con Khanh nè. Mỗi thứ một viên, ngày hai bữa, sáng và trưa, nhớ cho nó uống đều đặn để mau khỏi bệnh nghe chưa? Dạ. Trời đất, sao nhiều quá vậy ông chủ? Ở trong bệnh viện á, bác sĩ chỉ uống ít sạch hà. Khám ở trong bác sĩ khác, khám ngoài khác, bác sĩ dặn sao cứ làm theo vậy đi nghe chưa? Thật tội nghiệp cho con. Lâu nay Vũ đã tiếp tay người ta hại con mà không biết. Kể từ bây giờ, Vũ sẽ tìm mọi cách mà bảo vệ con. Không biết ông ta dốt hay là cố ý, nhưng dù thế nào thì mình cũng không làm theo ý ông ta nữa. Alo, biệt thự Băng Sơ xin nghe ạ. À? Tôi đây. Dạ, ông chủ hả ông chủ, có gì không ông? Tôi gọi lên hỏi thăm coi hai vú con sao rồi. Con Khanh đó, nó đỡ chưa? Dạ, cô Khanh đỡ nhiều rồi. Cổ đang ngủ. Vậy à, vú có cho nó uống thuốc đều đặn đúng cử không? Dạ có, uống đều đặn một ngày hai cử ạ. Mà sao cổ ngủ hoài hả ông chủ ơi? Ngủ hoài thì tốt chứ sao, chỉ sợ là nó mất ngủ thôi.
Khi nào mà hết thuốc á, nhớ nói cho tôi biết, tôi thử gửi lên nghe chưa. Chú nghe không? Alo, chú nghe không? Dạ tôi đang nghe đây ạ. Lát nữa con Khánh nó dậy nói là tôi có gọi điện hỏi thăm nó. Nhớ là cho nó uống thuốc đều đặn nghe chưa. Dạ tôi sẽ nói lại với cô Khanh ạ. Hai ba. Chúng ta học tới đây là được rồi. Bây giờ các em có thể ra về. Tôi thầy em về. Dạ chào thầy. Dạ thầy em về. Chào các em. Anh, em thấy hôm nay hình như anh có vẻ mệt phải không? Hay là mình ra quán cà phê ngồi uống nước đi rồi hãy về. Hôm nay anh phải tới phòng thu rồi. Ngồi chút xíu thôi mà. Với lại em cũng có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì em cứ nói đây đi. Em muốn anh kèm thanh nhạc riêng cho em. Tại sao phải vậy riêng? Thì đó, anh cũng thừa nhận là trong lớp này em có năng khiếu âm nhạc trội hơn hết mà. Em muốn mình học thật là nhanh để còn đi hát nữa. Chứ học chung như vậy lâu lắm. Đi anh nha. Đi mà. Anh phải từ chối lời đề nghị của em thôi. Thứ nhất, anh không có thời gian để dạy riêng. Thứ hai, dù cho dạy chung hay riêng thì cách dạy của anh cũng bài bản như vậy, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà em anh xin lỗi em. Alo, chào anh. Kỷ niệm 10 năm thành lập hả? Dĩ nhiên là phải lên dự rồi. Tiếp mục giao lưu. Thôi được, để tôi bàn với anh Minh rồi sẽ báo với anh sau. Sao? Có chuyện tham quan nữa hả? Cũng được, lâu lắm rồi tôi cũng không có dịp lên Đà Lạt. Tôi cũng nhớ Đà Lạt lắm. Vậy nha, chào anh. Anh, bộ lên Đà Lạt hả? Nhà văn hóa trên đó mời anh giao lưu. Lại phải bận bịu mấy ngày nữa rồi. Chắc cho lớp nghỉ học quá. Vậy là anh được chọn tiết mục đúng không? Thường thì anh được giao nhiệm vụ là chọn tiết mục. Anh cho em tiết mục đi. Em nghĩ là em sẽ làm được á. Em sẽ làm tốt mà. Cho em cơ hội đi anh. Nhà văn hóa thường có lực lượng ca sĩ hoặc là cộng tác viên vào những chương trình giao lưu như vậy. Và họ cũng không bao giờ chọn người ngoài cả. Thì đâu có sao đâu. Anh được trao quyền lựa chọn mà. Hay là anh cứ giới thiệu em là người anh mới phát hiện. Nha anh. Đi mà. Anh. Xin lỗi em, anh không thể. Sao không thể? Anh sợ là em hát dở, làm anh mất uy tín hả? Không phải là như vậy. Nhưng mà anh không muốn giải thích. Thôi, chúng ta về đi. Anh Khang. Sao chú không ăn mà chú ngồi nhìn con ăn hoài vậy? Hồi trưa chú ăn ly bơ rồi nó no ngang hà. Con ăn đi, ăn xong rồi ra làm sao chú gọi đầu cho. Chú nấu nồi bột kết rồi đó. Bột kết hả chú? Dạo này tóc con hay rụng lắm. Mà gọi bột kết á sẽ dưỡng cho tóc tốt lắm hả chú ha? Bây giờ nó có nhiều cái loại dầu gội đầu. Chứ hồi cái thời ông bà mình đó hả, gội đầu bằng bột kết không hà. Mà tóc đen mung hà.
Nhưng mà nấu bột kết á, tốn công lắm phải không Vú? Có gì đâu, nướng sơ trái bột kết rồi bỏ vô nước nấu. Vú bỏ thêm vài cái nụ ngọc lan cho nó thơm tóc. Vậy để con ăn lẹ còn đi gội đầu nữa. Ừ, ăn từ từ thôi con. Dạ. Không có việc gì phải gấp. Vú, Vú lấy thuốc ra luôn đi, con ăn xong cái con uống liền. Bữa nay còn khỏi uống thuốc nữa. Sao vậy Vú? Không có răng sao gì hết á. Vú nói không uống là không uống, Vú đã quyết định rồi. Ừ, Vú biết không, con uống cái thuốc đó vô á, trong người con á khó chịu bứt rứt, bực bội lắm. Vậy sao con không nói với Vú? Ừ, tại con sợ con làm cho Vú buồn á, là con không nghe lời Vú uống thuốc cho mau hết bệnh á. Thiệt, con khờ ghê vậy đó. Mai mốt có cái gì là phải nói với Vú nghe chưa? Dạ. Thôi vậy con đi lấy khăn đi gội đầu nha. À, Khanh. Dạ. Con không có uống thuốc nữa, nhưng mà nếu Dượng có gọi điện ra hỏi á, thì con nói là con uống thuốc đều đặn nghe chưa? Con biết rồi. Nếu mà Dượng có hỏi á, con sẽ nói y như Vú dặn luôn. Con mới về. Làm gì mà chậm như rùa vậy? Tôi nghe con bấm còi là tôi chạy ra liền đó. Liền cái con khỉ. Biết tôi bấm còi bao nhiêu lần không hả? Trời cô nữa. Nhà mình có chuông, cô không bấm mà cô đi bấm còi. À, dám trả treo nữa hả? Nhà tao tao muốn bấm gì tao bấm. Tránh ra đi. Xích vô. Lượm lên. Sao vậy con? Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Mẹ đổ người ở liền cho con đi. Mà có chuyện gì? Dòng cái thứ người ở á, mà chủ nói một tiếng là nói lại một tiếng à. Bực chịu không nổi gì đó. Con nói tôi là thứ gì? Ở đợ. Nghe rõ không? Có cần tôi nhắc lại không? Thôi. Ba con đang trên lầu kia kìa. Ồn ào quá đi à. Còn nhỏ này nữa, đi dọn cơm đi còn đứng làm gì nữa. Lẹ. Còn không có ăn cơm đâu. Ờ. À. Trời đất ơi. Nè, con sao vậy? Trời ơi, mẹ xin con mà. Con biết không, thời buổi bây giờ kiếm người giúp việc rất là khó. Con làm ơn được không? Ba con phải xuống dưới quê kìa, đi nhờ người ta tìm mới được đó. Con này á, nó hiền lành, nó nhà quê, nó không có nhiều chuyện, nó không có dính dáng gì chuyện gia đình mình. Như vậy là được con rồi. Con không biết. Cái chuyện gì á không quan trọng thì bỏ qua giùm mẹ đi được không? Nè, hồi này sao con hay cáu gắt quá vậy? Thằng Hiểu Khang nó làm gì con phải không? Mẹ nè, sao mà dạo này anh Hiểu Khang con nói cái gì cũng từ chối hết là sao? Ủa sao kỳ vậy? Hổm con nói với mẹ là nó ga lăng, nó chiều con lắm mà. Bộ giờ hết chiều rồi hả? Ờ, thì cũng có chiều, nhưng mà hả, ít hơn. Mà tức ghê nha. Con á, con đòi anh dạy thanh nhạc riêng cho con. Anh nói là anh không có thời gian, mà kêu xin một tiết một ca nhạc cũng không cho luôn. Bực. Ủa nhưng mà bộ nó không có giải thích cho con hả? Chị xin lỗi, nói là không giải thích được. Kỳ vậy ta. Ê, có khi nào nó có con khác không? Không có mà. Mẹ à, mẹ biết con đang bực lắm không? Còn đổ dầu vô lửa nữa. Mẹ mắc cười quá. Trời đất ơi, cái con này, mẹ chỉ hỏi thăm con thôi mà. Hỏi thăm cái kiểu gì kỳ cục vậy? Thôi mà, mẹ đi xuống giùm con đi. Đi đi. Trời đất ơi, cái con này. Trời, đi nhanh đi mà. Từ từ rồi đi, mẹ đi. Đi. Ah.
Alo. Anh hả? Anh về lúc nào vậy? Anh cũng mới vừa về. Có chuyện gì không em? Anh nè, chuyện lúc trưa em nói với anh á, em biết là làm cho anh cảm thấy khó xử lắm. Em xin lỗi anh nha, mai mốt em không dám làm như vậy nữa đâu. Thật sự là tại vì em cũng muốn lên Đà Lạt với đoàn lắm. Em muốn theo đoàn để học hỏi chút kinh nghiệm, nhưng mà không biết phải xin anh như thế nào. Cho nên em mới nói như vậy. Anh đừng có giận em nha. Không sao đâu, anh đã quên chuyện đó rồi. Vậy anh cho em đi chung với đoàn được không? Em hứa là lên trên đó em sẽ ở khách sạn riêng nè. Em không có làm gì làm phiền tới đoàn của anh đâu. Nghe anh, thật sự là em rất là muốn theo anh để học hỏi kinh nghiệm mà. Anh ở nào khắc khe với em như vậy hay sao? Thôi được rồi, để anh hỏi ý kiến của ban tổ chức như thế nào đã. Trời, cảm ơn anh nhiều nha. Em biết mà, em hứa không làm phiền với thấy anh đâu. Cảm ơn anh nhiều, Hiểu Khang. Trời đất ơi, cái con này làm hết hồn à. Đi vô ông gõ cửa không hỏi gì hết trơn vậy? Thì hồi nãy mẹ qua phòng con cũng đâu gõ cửa đâu. Ủa, ba đâu rồi? Ba làm việc ở trên phòng thượng á. Nói là tối nay ngủ trễn luôn. Qua đây làm chi vậy? Hồi nãy đuổi tôi về phòng mà. Thì hồi nãy cảm thấy có lỗi quá, tại con bức xúc cho nên qua đây xin lỗi nè. Trời ơi, phải không đó? Ừ. Sao tôi nghi quá à? Tôi không có nghĩ là cô hối hận liền vậy được đâu. Muốn xin gì phải không? Trời, công nhận nha, mẹ hay thiệt đó. Nói cứ biết liền. Mẹ, cho con một ít tiền mua đồ nha. Mua đồ gì nữa? Mới hôm kia đi mua tưng bừng hết, bây giờ mua nữa là sao? Mẹ, cái đồ đó là mua mặc ở đây. Tại vì con sắp lên Đà Lạt rồi, phải mua đồ mặc hộp ở ngoài đó chứ. Trời đất ơi, con hay quá ha. Mà nè, đi Đà Lạt chi vậy? Con đi để hát trong cái đoàn ca nhạc của anh Hiểu Khang á. Ủa gì kỳ vậy? Hồi nãy con mới nói là nó từ chối con rồi mà. Thì ảnh cảm thấy hối hận, cho nên hả, ảnh gọi điện, ảnh xin lỗi, nài nỉ con quá trời luôn á. Phải không đó? Trời, thiệt chứ sao không thiệt? Bộ mẹ không thấy là con đang vui tưng bừng lên hả? Bây giờ bụng con đói quá à, kêu qua làm gì cho con ăn đi nha. Ủa, nè. Trời đất ơi, cái con này hết biết nó à. Thấy tôi mặc cái này được không? Rất hợp với cô sắp đi du lịch hả? Không, tôi sắp đi biểu diễn ở trên Đà Lạt á. Cô là ca sĩ hả? Cô tên gì? Tôi tên là Lý Lệ, vừa là ca sĩ vừa là diễn viên luôn. Chị biết nhạc sĩ Hiểu Khang không? À, nhạc sĩ Hiểu Khang hả? Dạ biết, nhà mấy em tôi cũng biết nữa. Mấy em tôi thích nhạc của ảnh lắm. Anh Hiểu Khang á là bạn trai của tôi. Ảnh là nhạc sĩ nổi tiếng mà, là người giới thiệu tôi, lan xê tôi á. Nhạc của Hiểu Khang là nhạc trữ tình sâu lắng, mà nhìn phong cách của con bé này không hợp tí nào. Chắc là nó xạo rồi. Cái này được nè, lấy cho tôi cái này đi. Cô ơi, ở ngoài Đà Lạt lạnh lắm, cô mà mặc như vậy cô có chịu nổi không? Ủa, vô duyên vừa phải thôi, tôi thích lựa gì tôi lựa. Lấy cái này. Cái này nữa. Dạ. Này luôn đi. Nhiều. Dạ của chị 500. Dạ biên lai của chị đây ạ. Cảm ơn. Làm đẹp vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, mất tôi ngày nữa. Phen này á, anh Khang sẽ chết với mình. Còn anh có lạnh lùng nổi không? Lấy đồ, lấy đồ. Cho em gửi à?
Bạn dễ đẹp quá. Nhà bạn ở đâu vậy? Nhà Khanh ở gần cầu á. À, ở chỗ đó mình nhớ là có một ngôi nhà thật là lớn phải không? Ừ. Lâu rồi không thấy người ở, gần đây mới thấy chủ về. Vậy người đó là bạn hả? Ừ, còn có một người vú nữa. Ừ, Khanh lớn như vậy mà có vú nuôi hả? Thích thật á. Khanh cười đẹp quá à. Trời đó, phải chi mà con trai nói với mình như vậy ha. Thì Khanh cứ tưởng tượng mình là con trai đi. Ủa, mà nhà bạn làm gì vậy? Dượng mình đi chụp hình dạo, còn mẹ thì theo gia công. Mỗi buổi sáng mình đi vẽ phối cảnh, chiều về mình phụ mẹ. Trời, bạn giỏi quá vậy. Có gì đâu mà giỏi. Nhà Khanh làm gì vậy? Nhà của Khanh thì có công ty kinh doanh hàng mỹ nghệ. Công ty đó là của ba Khanh. Nhưng mà từ khi ba Khanh mất rồi á, mẹ của Khanh không có làm được gì hết, chủ yếu là dựa vào Dượng thôi à. Vậy là Khanh cũng có Dượng giống y mình luôn hả? Dượng Khanh có thương Khanh không? Mình nghĩ chắc là không. Nhưng mà mẹ Khanh mất rồi, dù muốn dù không, Khanh cũng phải xem Dượng như là người thân của mình thôi. Mình xin lỗi đã gợi chuyện buồn của Khanh. Không có sao đâu. Thật sự thì lúc này á, Khanh đã gượng dậy được rồi. Còn cái lúc mà mẹ Khanh mới mất á, Khanh muốn ngã quỵ luôn. Có lúc á, phải nghỉ học để vô bệnh viện tâm thần. Sau đó thì Dượng đưa Khanh lên đây, nói là để dưỡng sức. Rồi chừng nào Khanh về Sài Gòn? Mà Khanh học lớp mấy vậy? Khanh đang học gian dở năm thứ hai đại học. Vậy mà nhìn Khanh nhí ghê á. Mình cứ tưởng Khanh là còn học trung học không à. Chắc tại gì á, Khanh nhìn khờ khờ nên mới vậy phải không? Phải nói Khanh á là ngây thơ và thánh thiện mới đúng á. Không biết có chính xác không, nhưng mà cũng xin đa tạ. Thôi trễ rồi, mình về trước nha. Ủa, sao về sớm giờ? Vậy rồi á, ngày mai bạn có lại đây nữa không? Có, sáng nào mình cũng lên đây vẽ phối cảnh hết trơn á. Nếu vậy mai lên đây nữa nha, mai mình gặp lại ha. Vậy chào Khanh nha. Ba, mai con lên Đà Lạt đó, ba mẹ cho tiền xài nha. Con lên đó làm gì? Ủa, mẹ chưa nói với ba nữa hả? Người ta mời con lên trên đó diễn giao lưu với nhà văn hóa Đà Lạt. Anh biết sao, mấy bữa nay em Thanh bận quá, cứ lu bu công việc hoài cho nên em không có kịp nói. Mà nè con, sao đi sớm vậy? Mẹ tưởng còn lâu lắm mà. Lâu gì mà lâu, mấy ngày hôm nay sửa soạn mẹ không thấy hả? Ở trên đó làm sao biết mà mời con? Ba, thì người ta mời anh Hiểu Khang làm biên tập chương trình. Anh Hiểu Khang chọn con, tại vì trong nhóm nhạc con hát hay nhất. Ba nói chuyện làm như ba không tin con vậy đó. Ai biểu con nhảy lung tung? Hôm bữa con xin tiền á, đóng kịch, rồi đóng phim, rồi bây giờ lại còn xin hát nữa. Thì ai biểu? Ai biểu con gái của ba lắm tài chi? Ba phải hãnh diện vì con mới đúng chứ. Con nên nhớ, ông cha mình có câu á, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh đó. Trời, câu đó xưa như trái đất rồi ba ơi. Bây giờ hả, có nhất nghệ tinh đi chăng nữa mà không biết quơ quào chụp chực á hả, thì phí cả cuộc đời á. Nè, con ra đó bằng gì? Con đi xe với anh Hiểu Khang. Mà nè, con nói nghe, mai mốt con mà nổi tiếng hả là ba mẹ phải mua xe hơi cho con đó nha. Ba lấy tiền đâu ra mà mua? Thì bán nhà cũ đi, lấy tiền mua xe hơi cho con. Hay quá ha. Phải rồi, bán cái nhà cũ đi, rồi đi ra mua 4 cái bánh xe hơi ha. Nói với mẹ thì bù tiền vô, mua cho đủ chiếc xe hơi cho con. Xe đẹp đẹp đó nha. Trời,
Con nói rồi nha, ba mẹ phải hứa đó. Nè. Ừ? Tự quyết định vậy đó hả? Ừ. Gái cưng mà. Vú, hồi sáng nay nè, con có quen với một người bạn dễ thương lắm, tên là Miley đó vú. Nhà cổ ở đâu vậy con? Nhà Ly ở trên dốc á, mà gần đường qua nữa. Ngày nào Ly cũng ra đó vẽ phối cảnh để thêu hết á. Vậy thì hôm nào con mời cổ về nhà mình chơi. Ly bận lắm vú ơi. Ly còn nhận hàng theo gia công nữa đó vú. Còn nhỏ vậy mà biết đi kiếm tiền rồi đó hả? Dạ. Giỏi quá vậy ta. Mà hồi sáng nay nè, con nhìn Ly vẽ đẹp thiệt là đẹp luôn. Vậy hả? Dạ. Ly còn hứa là Ly sẽ chỉ cho con thêu nữa đó. Giỏi vậy à? Dạ. Con bé gần như đã trở lại bình thường. Cầu xin trời Phật phù hộ cho nó. Vú, vú ăn đi vú. À, ăn đi con. Dạ. Ăn đi. Ừ, cảm ơn vú. Cái gì vậy trời? Gì mà toàn chữ tiếng Anh vậy? Sao biết được cái nào xài cho người, nào xài cho mặt? Nè, mà kén gì vừa thôi. Tôi nhớ má anh Khanh hồi đó xài có loại mỹ phẩm gì mà ban đêm chỉ nghe mùi hương thơm thoang thoảng dễ chịu lắm. Còn bà xài cái mùi gì khó chịu quá. Nè 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 nè, bây giờ sao? Anh khen nhỏ đó phải không? Mê nó rồi chứ gì? Phải rồi, nó trẻ đẹp mà, mê nó là đúng rồi. Tôi nói vậy thôi chứ chê bai ai đâu, bà làm gì bà la lối dữ vậy? Chứ không phải hả? Tôi còn chưa hỏi ông mà nha, lúc mà ông sống với bà ta là có chuyện gì xảy ra? Mặc dù là ông đang lừa tiền người ta, nhưng mà biết đâu được, làm sao tránh được cái chuyện mà ông mê mẩn người ta? Ở cùng phòng, nằm cùng giường, làm sao mà không mê mẩn nhau được? Là dở cái giọng ghen tuông ra nữa rồi. Tôi nói cho bà biết, những người sống trong nhà này á, chỉ thiên về tinh thần, yêu với họ là tặng hoa thôi, là cùng ăn tối nơi nhà hàng sang trọng, dưới ánh nến, cùng ngắm trăng nghe nhạc. Chứ không có thiết tha gì mà chuyện giường chiếu đâu. Tôi không có tin. Tôi không có tin cái chuyện tình yêu mà dớ dẫn vậy. Yêu gì kỳ cục vậy? Anh nói như vậy chẳng qua là anh muốn che giấu cái tình cảm mặn nồng với anh với bà ta thôi. Anh nói anh không mê bà ta hả? Vậy tại sao anh nhớ mùi của bà ta hả? Trời ơi, nói làm sao cho em hiểu đây. Năm minh bà ta mà tôi luôn tính toán làm sao lấy được công ty, tài sản. Thứ hỏi làm sao mà tôi còn hứng thú nữa chứ. Mà nếu mà tôi mê bà ta thì tại sao tôi phải để bà ta? Trời ơi, cái gì vậy? Nói khùng điên cái gì vậy? Tại vì em làm tôi bực mình quá chứ sao? Bực mình cũng không được nói. Đã thống nhất nhau là không nhắc tới chuyện này nữa mà. Mà trong phòng này chỉ có tôi với bà chứ có ai vậy? Ai được, tai vách mạch rừng. Mà thôi, không có nói chuyện này nữa. Nè, sẵn dịp á, con mình nó lên Đà Lạt nó diễn, hay mình lên đó du lịch đi, sẵn tiện mình cổ vũ cho nó luôn ha. Bà làm như là tôi rảnh lắm vậy đó. Công việc ở công ty đang bù đầu, lấy thời gian đâu ra một tuần mà lên trên đó. Thì thôi, mình đi vài ngày thôi, đi vào đúng cái ngày mà nó diễn đó. Nha. Để tôi tính lại coi. Tính toán cái gì nữa, lâu rồi mình đâu có đi Đà Lạt chơi đâu. Anh không nhớ hả? Cái lúc mà mình chia tay đi đến với bà ta đó, anh hứa với em là khi nào xong chuyện á, là anh đưa em đi Đà Lạt rồi đi du lịch bù cho em á. Không nhớ hả? Giờ quên hết rồi phải không? Anh à, với lại mình lên trển á, mình coi coi tình trạng con Khanh nó thê thảm như thế nào nha. Một công hai ba việc mà. Nha. Đi. Đồng ý đi mà. Thôi được rồi, chỉ đi được 3 ngày thôi nghe chưa, kể cả ngày đi ngày về. Bà qua bển á, hỏi con Lệ con nó diễn ngày nào. À đúng rồi, để em qua em hỏi nó nha. Đi với anh Hiểu Khang là phải mặc cho nó gợi cảm mới được. Cái gì vậy mẹ? Con soạn đồ xong chưa? Xong hết rồi. Bây giờ đang lựa đồ để không biết ngày mai đi với anh Hiểu Khang mặc cái gì nữa nè. Nè con, con đi lên trển rồi ngày nào con diễn
Mẹ hỏi chi vậy? Thì ba với mẹ định lên đó cổ vũ cho con nè. Trời, thôi lên trên đó làm gì? Ba mẹ ở nhà đi. Sao vậy? Ba mẹ đi du lịch luôn mà. Trời, du lịch thì đi lúc nào cũng được, tự nhiên đi lúc này à. Thôi ba mẹ ở nhà đi. Trời đất ơi, con sao vậy? Mắc cười không? Ba mẹ lên coi con diễn có sao đâu. À, hay là không muốn ba mẹ lên coi phải không? Trời, không có phải. Chứ làm sao? Nhưng mà hả? Ừ, thì lâu lâu con với anh Hiểu Khang mới đi với nhau một lần. Muốn có không gian riêng mà tự nhiên ba mẹ đi theo kỳ quá. Tưởng gì, yên tâm đi con ơi. Ba mẹ đi chủ yếu là coi con diễn, với lại ba mẹ đi du lịch nữa. Ba mẹ mướn khách sạn riêng mà, không có làm phiền tới con đâu, hiểu chưa? Nhưng mà thôi không có được. Mẹ khó khăn lắm mới năn nỉ được đó nghe. Đừng có để mẹ cục hứng à. Ừ, nhưng mà thiệt sự là chương trình ở ngoài đó mới sắp thôi à, không có biết là diễn đêm nào hết. Trời, có sao đâu. Đi lên trên đó, rồi con điện về, con báo cho mẹ biết là ngày nào, nha. Hả? Chứ gì nữa. Quyết định vậy đi, mẹ đi ngủ à. Trời, tôi chết tôi rồi. Xin theo ra đó coi người ta diễn, chứ có diễn được đâu. Mình lỡ nói dốc để qua ải, bây giờ sao giờ ta? Thôi kệ đi, ra ngoài đó tìm cách thoát thác ông bà. Nó láo mệt thiệt á. À đây. Rồi, trước mắt là bây giờ mình cứ giữ cái chương trình như vậy. Khi nào người của anh ra thì chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể hơn. Mà cái tiết mục chính là mình phải giữ lại, còn cái phụ họa thì mình muốn đổi thì đổi, không đổi thì thôi. À, mà chừng nào người của anh lên đây? Chậm nhất là ngày mai, họ sẽ vào chương trình ngay khi tới. À, vậy chừng nào họ lên rồi cứ báo để tụi tôi chuẩn bị ha. Ừ. À, nhân chuyến đi này chúng tôi có quay một số cảnh ngoài trời cho video clip. Ờ, có thể nhờ anh giới thiệu vài chỗ được không? Nhờ cái chuyện đó thì đâu khó, chứ mà khó thì cứ chọn điểm đi rồi tôi sẽ cho người của tôi chỉ cái điểm, yên cái bụng đi không sao đâu. Ngày mai đạo diễn sẽ làm việc với anh. Dạ, đạo diễn xuống đây làm việc với tôi. Ờ, đạo diễn tên gì để tôi biết tôi đó. Đạo diễn Trương Dũng. À, được rồi, yên bụng đi. À, cũng tới giờ đi ăn rồi. Thôi bây giờ mời anh với chị này đi ra ngoài đây. Rồi mình sẽ ăn cái món ăn mà lần đầu tiên ghé Đà Lạt. Tôi dắt đi ăn ngon, ngon dữ lắm. À, xin lỗi. Dạ, anh cứ tự nhiên. Alo, tao nghe nè Đông. À, mày lên đây chưa? Tới rồi, tao đang ở nhà văn hóa. Trời, vô duyên quá ông. Tự nhiên mày lên đây mày ghé nhà văn hóa làm chi mà không ghé nhà tao? Rồi chừng nào mày xong việc? Cũng sắp xong rồi. Ờ, chị ơi. Ừ? Nước trà có sẵn, cứ rót uống. Trời ơi, bộ em già lắm hay sao mà anh cứ một hai là chị vậy, làm em thấy tuổi quá. Dạ tôi xin lỗi cô nghe. À, tại vì thấy là bạn của Hiểu Khang nên phải kêu vậy cho nó lịch sự. Dạ, thật ra là em nhỏ hơn anh Khang á, tới gần cả chục tuổi lận á. Anh mà kêu chị á, em tuổi lắm á. Nhỏ hơn cả chục tuổi? Dạ. Trời, vậy mà nhìn hai người chắc Hiểu Khang trẻ. À, vậy là đi với Hiểu Khang là đi du lịch? À, thật ra em nằm trong đoàn ca nhạc á. Ừ, ca sĩ. Ra hát tiết mục nào? Dạ em không có hát à. Không hát xuống đây chi? Xin lỗi, không ý của tôi là không hát rồi làm gì đây? Thật ra là em nói cái này anh đừng có nói lại với anh Hiểu Khang nha, mất công ảnh la em lắm. Dạ là thật sự á, trong cái chương trình á cũng có tên của em làm ca sĩ hát nữa.
Nhưng mà anh Khang nói là tại vì giữa em với anh Khang có mối quan hệ như vậy, cho nên tốt hơn hết em đừng có nên hát. Mà anh cũng đã chọn được ca sĩ khác rồi. Khang là... cái chuyện công việc là công việc, cái chuyện ca hát là ca hát, còn cái chuyện tình cảm thì là tình cảm. Cái bụng khác, con tim khác, cái đầu khác, làm sao mà trộn chung được? Đang qua đang lại không được. Dạ, thì bởi vậy, tiếc là bài hát này em đã tập hát rất là kỹ lưỡng rồi. Nếu như mà không được hát á, thì... Mà em ca cái loại nhạc gì? Dạ, em hát nhạc trẻ, thể loại nhạc sôi động á. Trẻ trung sôi động? Dạ. Có nhảy múa? Trời, đương nhiên là phải nhảy rồi. Dơ, tôi thích. Tôi sẽ cho vào chương trình. Thiệt không? Thiệt. Thiệt hả anh? Em cảm ơn anh. Dơ. Nhưng mà anh Hiểu Khang, anh la em á. Mắc mơ gì la? Anh sẽ nói là em dò dỉnh để được hát á. Cái này là tôi mời, đâu có dính tới Hiểu Khang đâu mà sợ. Tôi sẽ nói là chương trình thiếu tiết mục, chương trình không đủ thời lượng, tôi sẽ nhét cô vô. Trời, được vậy thì em cảm ơn anh nhiều lắm. Xin lỗi. Em đây, cảm ơn anh nhiều nha. Đây là phòng làm việc. Phòng làm việc. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Vui.